tiểu đình đang phát ra bạch quang thì lập tức chỉ trệ sau đó trở nên ảm đạm vô cùng cuối cùng thì đúng một tiếng rồi từ không trung rơi xuống trở nên ảm đạm vô quang tống tử lâm thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch cửu tinh kiếm quyết hắn biết là lợi hại vô cùng thế nhưng hắn cũng không nghĩ lại lợi hại đến mức như vậy phải biết rằng cái tiểu đỉnh này cũng không phải là linh khí bình thường mà nó chính là một loại linh khí hy hữu có thuộc tính tăng trưởng rất có cơ hội mà thăng cấp lên linh khí trung phẩm vậy mà lại chỉ có thể ngăn cản được một kiếm của La Văn Thành. Luyện thể thất trọng chân hỏa cảnh, thật sự là khủng bố. La Văn Thành hiển nhiên cũng không ngờ là mình đánh lén một chiêu như vậy, Tống Tử Lâm vẫn có thể cản được, không khỏi có chút thất thần. Sau một khắc thì sắc mặt hắn càng âm trầm, tinh mang trong mắt lại lóe lên. Tốt, vậy thì tiếp chiêu thứ hai của cửu tinh kiếm quyết tinh thần thôi sán của ta đây. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, thân hình đột ngột bắn thẳng lên trời, trường kiếm trong không trung lập tức đâm ra trăm ngàn kiếm, mà mỗi một kiếm đều bắn ra một đạo tinh mang, trăm ngàn đạo tinh mang trên không trung ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một ngôi sao, bắn xuống. Tống sư đệ, chúng ta liên thủ." Ân Thiên Hàn nhìn thấy vậy, thì vừa lúc thân hình La Văn Thành bắn ra trăm ngàn đạo tinh mang, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo hào quang huyết hồng, đâm thẳng lên bầu trời. Cơ hội công kích này đúng là hắn đã chờ đợi từ lâu. Ân Thiên Hàn một mực tích tụ năng lượng, chỉ là đợi để đâm ra một kiếm này, hắn vô cùng hiểu rõ La Văn Thành muốn cứng đối cứng với hắn thì tuyệt đối là chuyện không thể chỉ có thể chờ đợi một tia cơ hội đánh lén mà thôi huống hồ trong lòng hắn đã hạ quyết tâm nếu như đánh không được thì liền chạy chỉ cần hắn và tô linh có thể chạy thoát thì việc tu hành ngày sao có thể nói là cực nhanh cuối cùng cũng không phải sợ hãi la văn thành nữa lúc ân thiên hành thấy la văn thành đâm ra một kiếm này thì nội tâm mừng như điên đối với bộ cửu tinh kiếm quyết này thì hắn cũng hiểu rõ bộ kiếm quyết này có uy lực tuyệt luân một kiếm đã ra thì không thể thu hồi đặc biệt là chiêu kiếm thứ hai này kiếm quang ngưng tụ thành tinh hà sau đó liền bắn xuống ân thiên hành chờ đợi chính là thời khắc này một kiếm này của la văn thành đâm ra trong lúc đó sẽ xuất hiện một chút đình trệ vô cùng ngắn ngủi nếu như có thể nắm lấy cơ hội này mà triển khai công kích cho dù không thể khiến hắn trọng thương thì cũng có lợi thế cho mình đương nhiên về phần tống tử lâm có thể cản được mọt kiếm kia hay không thì hắn cũng không quản được nữa rồi kiếm quang đỏ tươi như máu giống như đuôi của một con bò cạp bắn thẳng về phía hông của La Văn Thành. Cùng lúc đó thì cửu tinh kiếm quyết ngưng tụ thành đại tinh cũng đã rơi xuống, tinh quang chói lòa lập tức bắn ra rồi bao phủ toàn bộ thân hình Tống Tử Lân vào trong đó. Phốc! Một tiếng vang nhỏ vang lên, kiếm quang đỏ tươi liền đâm trúng phần eo của La Văn Thành. Ân thiên hành vui mừng quá đỗi, chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trường kiếm, muốn nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của La Văn Thành đâm hắn trọng thương. Ân thiên hành tin tưởng rằng chỉ cần kích thương la văn thành thì cơ hội mang tô linh trốn đi lại có thêm vài phần nắm chắc giờ khắc này hắn như đang thấy phong chủ vô ảnh tô hạo đang đứng trước mặt hắn hơn nữa còn ban cho vô số tài nguyên tu luyện thu hắn làm đồ đệ trở thành đệ tử tinh nhuệ mà bồi dưỡng liều mạng toàn bộ tu vi của ân thiên hành đều dồn vào một kiếm này mạnh mẽ đâm ra la văn thành thật sự không ngờ ân thiên hành lại có thể nắm được cơ hội thoáng qua này thừa dịp kiếm chiêu của hắn vừa đánh ra một kiếm phá vỡ phòng ngự của hắn kiếm quang đã đâm thẳng vào trong cơ thể. Người dám! La Văn Thành phẫn nộ quát lên một tiếng, tay trái mãnh liệt chụp vào trường kiếm đang đâm vào cơ thể của mình. Âm thanh nứt vỡ giòn vang, trường kiếm linh khí hạ phẩm liền bị đánh gãy thành mấy đoạn. Nhưng mà, tựa hồ như ân thiên hành cũng sớm dự liệu được một chiêu này, bàn tay đang cầm kiếm bỗng buông ra, sau đó hơn mười đạo huyết sắc nghiêu mang bắn về hai mắt của La Văn Thành muốn chọc mù hai mắt của hắn. Ân thiên hành đi theo La Văn Thành ba năm, la văn thành tự nhận là vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn tiểu tử này trời sinh luôn thích bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh không đủ tự tin thì không bao giờ dám ra tay là người không quả quyết mà tống tử lâm thì trái lại vô cùng quyết đoán một khi nhận định sự tình thì đều toàn lực ứng phó tuy rằng cả hai đều có tu vi luyện thể lục trọng nhưng la văn thành vẫn kiêng kỵ tống tử lâm hơn cho nên vừa ra tay là muốn giết chết tống tử lâm trước tiên sau đó mới chậm rãi xử lý ba người ân thiên hành tô linh nhưng mà hắn thế nào cũng không tưởng tượng được là tên ân thiên hành luôn chủ trừ do dự này đột nhiên như biến thành người khác ra tay vô cùng quyết đoán hơn nữa lại vô cùng tàn nhẫn nắm lấy cơ hội đâm bị thương hắn còn muốn bắn mù cả hai mắt hắn đánh giá sai lầm như vậy liền khiến cho la văn thành lập tức trúng chiêu dù hắn kịp thời nghiêng đầu nhưng mà mắt phải vẫn bị huyết quang đánh trúng trong khoảnh khắc máu tươi liền chảy ra tô linh sư muội chúng ta đi mau ân thiên hành thấy vậy thì vui mừng quá đỗi cao giọng quát. Nhưng, hắn vừa nhìn lại thì đã thấy cách đó mấy trăm trượng, Tô Linh đang bị Diệp Vân nắm lấy tay, nhanh chóng chạy về phía cửa vào. Ân Thiên Hành sững sờ, sắc mặt chợt kịch biến. Ân Thiên Hành, người dám chọc mù mắt ta, đi chết đi. La Văn Thành phẫn nộ đến cực điểm, âm thanh liền vang vọng cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người La Văn Thành phát ra hào quang chói mắt, dường như là bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, lao thẳng về phía Ân Thiên Hành. Ân Thiên Hành đã theo La Văn Thành hơn 3 năm, vô cùng hiểu rõ hắn, về mà hắn cũng chưa từng thấy La Văn Thành có một chiêu hỏa diễm này. Hỏa diễm hừng hừng bắn tới, liền bao trùm toàn bộ thân hình Ân Thiên Hành. Ân Thiên Hành dồn la thảm thiết không ngừng, với tu vi của hắn thì hỏa diễm bình thường không thể nào tiếp cận được, nhưng loại hỏa diễm của La Văn Thành lại cổ quái tới cực điểm, nhiệt lực kinh người trực tiếp xuyên qua linh lực hộ thân của hắn, bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Như thế nào? Cảm giác bị chân hỏa của hỏa nhãn, kỳ lân thiêu đốt cũng không tệ chứ? âm thanh của la văn thành vang lên bên tai hắn âm lãnh mà tràn ngập sát ý hỏa nhãn kỳ lân ân thiên hành không thể tin nổi hét ẩm lên không có khả năng hỏa nhãn kỳ lân là linh thú ngũ phẩm đã mở ra linh trí làm sao ngươi có thể thu phục rồi lấy đi chân hỏa của nó cơ chứ hỏa nhãn kỳ lân chính là một đầu linh thú ngũ phẩm mà tuyệt kiếm phong nuôi dưỡng thực lực của nó có thể so với chúc cơ cảnh sơ kỳ mà chân hỏa chính là năng lượng quan trọng nhất của hỏa nhãn kỳ lân nếu chân hòa bị lấy mất thì hòa nhãn kỳ lân nhanh chóng sẽ trở thành linh thú phổ thông uy lực đại giảm linh thú có thể so sánh với trúc cơ cảnh thì ngay cả thiên kiếm tông cũng không có mấy thì tại tuyệt kiếm phong đã ít lại càng ít vì vậy mỗi đầu linh thú đều là bào bối sao la văn thành lại có thể lấy đi chân hòa nhưng mà hòa diễm quanh thân đang hừng hực thiêu đốt cảm giác đau đớn từ tận linh hồn này nói cho hắn biết hòa diễm này chí ít cũng ngang cấp với chân hòa của hòa nhãn kỳ lân La Văn Thành cũng không tiếp tục để ý đến hắn nữa, bởi vì lúc này, từ sau lưng, hắn cảm thấy có một uy áp kịch liệt đang tiến đến. Luồng uy áp này mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. "Tống Tử Lâm, thì ra ngươi vẫn che giấu thực lực từ trước tới nay." La Văn Thành lập tức phản ứng, quát lên một tiếng chói tai, mạnh mẽ quay người lại, bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó, một mặt gương đồng liền lơ lửng trước người. "D A N G G" năng lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh lên gương đồng phát ra âm thanh rung trời la văn thành phát ra một tiếng kêu đau đớn mà gương đồng không được khống chế nữa liền bán ra ngoài một thanh đại kiếm màu đỏ rực thình lình xuất hiện trước người hắn phá vỡ tầng tầng phòng ngự ầm ầm chém xuống một kiếm này uy lực đã vượt qua dự đoán của la văn thành tuyệt đối vượt qua luyện khí lục trong chân cương cảnh mơ hồ đã đạt đến chân hỏa cảnh cùng là hai tiểu cảnh giới của luyện khí cảnh cũng chỉ khác nhau có một chữ nhưng mà chênh lệch trong đó tối thiểu cũng gấp 10 lần. Đây cũng chính là nguyên nhân mà La Văn Thành khi bị bốn người vây công cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn nghĩ, cho dù ân thiên hành, tống tử lâm và diệp vân bốn người, cho dù đều đạt đến luyện thể lục trọng, thì cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Chân hỏa chân cương, khác nhau chỉ một chữ cũng đã tự phân ra thắng bại, căn bản không cần lo lắng chút nào. Nhưng mà, vượt qua dự liệu của La Văn Thành là, một kiếm của tống tử lâm lại có uy lực lớn đến như vậy. La Văn Thành trong lúc vội vã đã ngăn cản được một chiêu này, khi gương đồng vừa rơi xuống, thì cả người hắn trên không trung cũng bay ra ngoài, khó khăn lắm mới thoát được một kiếm. Tống Tử Lâm, không ngờ ngươi lại ẩn nhẫn như vậy, Tu Vi đã đạt đến chân hỏa cảnh, La Văn Thành hạ xuống, vô cùng khiếp sợ mà nhìn Tống Tử Lâm, máu tươi vẫn tràn ra từ con mắt bị chọc mù, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Trong mắt Tống Tử Lâm phát ra ánh sáng lập lòe, căn bản không thèm nói nửa câu thừa thãi, trường kiếm trong tay rung lên, thân hình nhanh chóng bắn đến. Nếu đã ra tay thì chính là không chết không thôi, nói nhiều cũng vô ích. La Văn Thành vừa rồi vội và ứng chiến nên mới chật vật như vậy, nhưng mà bây giờ chính diện đối mặt với Tống Tử Lâm thì hắn lại không bối rối chút nào. Phải biết rằng tu vi của hắn đã đạt đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, không bao lâu nữa là có thể trùng kích trúc cơ cảnh. Người đã không muốn mở miệng thì vĩnh viễn cũng không cần mở miệng nữa. La Văn Thành nhảy lên không, hai tay lăng không điểm vào không trung, đạo đạo tinh mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra lập tức một mặt tinh vực rộng mấy trượng thình lình xuất hiện trên đầu của hắn cửu tinh kiếm đồ la văn thành khẽ quát một tiếng tinh vực trên đầu thình lình xuất hiện chiến thanh thần kiếm tản mát ra hào quang sáng chói trong khoảnh khắc cửu tinh kiếm đồ nhanh chóng quay tròn trăm ngàn đạo kiếm quang trừ trong tinh mang bắn thẳng về phía tống tử lâm tống tử lâm sắc mặt đại biến chiêu cửu tinh kiếm đồ này hắn chưa bao giờ thấy la văn thành thi triển qua nhưng mà tu vi của hắn cũng đã đạt chân hỏa cảnh, có thể cảm thấy một cách rõ ràng những thanh kiếm trong tinh vực kia ẩn chứa uy lực cực đại, đã hoàn toàn vượt qua linh khí hạ phẩm, chính là linh phẩm trung phẩm hàng thật giá thật. Thiên kiếm diệu nhật. Tống Tử Lâm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phóng thẳng lên trời, bay lên không trung rồi nổ tung ra, sau đó hóa thành một thanh thiên kiếm, hào quang tỏa ra vạn trượng. Thiên kiếm diệu nhật chính là một môn tiên kỹ bát phẩm mà Tống Tử Lâm tu luyện, uy lực tuyệt luân, giờ khắc này hắn rót toàn bộ chân khí vào trong chiêu này cho dù không thể nào phá vỡ được cửu tinh kiếm đồ thì cũng có thể ngăn lại một chút nhưng mà sau một khắc thì hắn đã biết mình sai rồi vô cùng sai lầm rồi thiên kiếm hào quang vạn trượng vừa chạm vào trăm ngàn đạo kiếm quang thì liền bắt đầu tan rã hầu như chỉ qua hai hơi thở thì hoàn toàn biến mất trăm ngàn đạo kiếm quang giống như một mảnh kiếm vũ bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong tống tử lâm sắc mặt đại biến trở nên trắng bệch linh khí trung phẩm được cường giả chân hỏa cảnh đỉnh phong tế ra uy lực thật quá to lớn cho dù tu vi đều là chân hỏa cảnh nhưng hắn cũng không thể nào chống cự được tống tử lâm cắn răng một cái dình đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng màu lam dập dờn như một màn nước bảo vệ hắn ở bên trong trăm ngàn đạo kiếm khí bắn xuống ầm ầm trùng kích lên trên màn nước mà nước màu lam này vậy mà không hề bị đánh nát khiến cho người ta vô cùng ngạc nhiên giống như những gợn sóng dâng lên hạ xuống không ngừng triệt tiêu kiếm khí đánh lên. Nhưng mà, kiếm khí thực sự quá nhiều, mà nước màu lam chỉ chống đỡ được chừng năm hơi thở. Cuối cùng phát ra âm thanh đùng một tiếng rồi nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ màu lam tinh, rơi trên đất. Hơn 10 đạo kiếm quang còn lại, nhanh chóng bắn xuống, xuyên thủng thân thể của Tống Tử Lâm, khiến hắn gục trên mặt cát. Cũng là chân hỏa cảnh, nhưng mà thực lực vẫn có sự chênh lệch quá lớn, hơn nữa với ưu thế của linh khí trung phẩm, khiến cho Tống Tử Lâm không hề có cơ hội ngăn cản trong mắt tống tử lâm hiện lên vẻ tuyệt vọng chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán mà chín thanh thần kiếm của cửu tinh kiếm đồ biến ảo thành xuyên qua thân thể hắn lúc này kim chặt thân thể hắn trên mặt cát khiến hắn không thể nào vận chuyển chân khí để chữa thương chỉ có thể trơ mắt cảm thụ sinh cơ dần biến mất mà ở bên kia ân thiên hành vẫn đang đau khổ trào trống nhưng làm sao có thể chống cự lại sự lợi hại của chân hòa trúc cơ cảnh giờ phút này nửa thân dưới của hắn đã bị hỏa diễm đốt cháy chỉ còn nửa thân trên vẫn đang đau khổ chống đỡ la văn thành ta cho dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi thanh âm thê thảm tràn ngập sự bi phẫn của hắn vang lên có lẽ giờ này hắn đang hối hận tại sao mình lại nghe theo sự xúi dục của hai người tô linh mà phản bội la văn thành khi ngươi có ý định phản bội ta thì chắc hẳn đã nghĩ đến kết cục này yên tâm đi mảnh sa mạc này cũng là một nơi chôn xác ngươi khá phù hợp đó la văn thành cũng không thèm nhìn hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó ngàn trượng thấy hai người Diệp Vân đã sắp đến cửa ra, thì khóe miệng lộ ra âm hàn tàn nhẫn. Ân thiên hàn xuyên thấu qua màn lửa, nhìn La Văn Thành rồi phẫn nộ hét lên. La Văn Thành, cho dù hôm nay ngươi sống sót, thì chắc chắn sẽ chết trong tay người khác. Tên âm hiểm ngoan độc như ngươi, chưa bao giờ xem chúng ta là người thì chắc chắn sẽ có ngày chết không có chỗ chôn. La Văn Thành căn bản không thèm để ý đến ân thiên hàn nữa. Trong mắt hắn lúc này hiện lên một tên sát cơ, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó lại xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng của hai người diệp vân tô linh sư muội giờ muốn trốn chẳng phải là quá muộn rồi ư từ trong miệng la văn thành phát ra âm thanh lạnh băng mà tràn ngập sát ý không mang theo bất cứ tình cảm nào diệp vân nghe vậy thì sắc mặt khó coi đến cực điểm lối vào cách bọn hắn đế cả trăm trượng mà tu vi của la văn thành thật sự quá cao cho dù hắn và tô linh đã nắm lấy thời cơ nhưng vẫn bị đuổi kịp với độn tốc kinh người của la văn thành thì với khoảng cách trăm trượng bọn họ căn bản không thể nào đến được ánh mắt liền liếc về phía tô linh diệp vân hít sâu một hơi thầm thở dài một tiếng rồi ánh mắt liền trở nên kiên quyết người đi trước đi hắn lạnh lùng nói với tô linh tô linh khẽ giật mình vô thức lắc đầu không muốn ta chết thì nhanh chóng đi tìm thêm viện binh đến đây đột nhiên trên người diệp vân tỏa ra khí thế vô cùng cường đại chưa kịp để cho tô linh chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay người đánh ra một trường lên người của nàng một luồng linh lực mênh mông như sóng chiều chuyển sang khiến cho thân hình tô linh vong mạnh về phía trước la văn thành thấy thế thì khẽ giật mình trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thêm vài phần muốn đi tiếp thì phải bước qua xác của ta đã diệp vân đứng lại hai con mắt hiếp lại nhìn về phía la văn thành trong khoảnh khắc trước người của hắn liền xuất hiện ra hai màn chắn hỏa diễm và băng phách tuy ở cùng nhau trong thời gian ngắn thế nhưng diệp vân lại hiểu rõ tô linh hắn biết rõ lúc này nàng ta nhất định sẽ không chịu đi thế nhưng nàng ta ở lại thì cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào nếu như có thể chạy ra ngoài thì có lẽ còn có cơ hội gọi Âu Dương Vấn Thiên đến cứu hắn một mạng. Thời điểm La Văn Thành đuổi theo hai người thì trong đầu Diệp Vân hiện lên trăm ngàn biện pháp, thế nhưng chỉ có biện pháp kia mới có cơ hội sống sót mà thôi. Mà cũng may là La Văn Thành cũng không có ý định lập tức ra tay, hắn cố ý trêu đùa, giống như làm mèo vờn chuột vậy, nghĩ cách làm sao chậm rãi giết chết hai người. Lúc này mới cho Diệp Vân và Tô Linh có cơ hội tiến dần về phía cửa ra, rút cuộc đợi đến lúc này thì hắn nhân cơ hội quay người đánh bay tô linh ra ngoài tô linh thân trên không trung hai dòng nước mắt chảy dài nàng thuở nhỏ đã thông minh hơn người lúc này sao lại không hiểu được dụng ý của diệp vân cơ chứ thế nhưng nàng thấy thời gian làm sao mà đủ được chỉ sợ một trường này cũng chính là lời vĩnh biệt mà thôi nhưng mà tô linh cũng rõ ràng nếu như nàng cố tình lưu lại thì hai người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ nếu như nàng có thể cố gắng hết sức rời khỏi nơi này sau đó nhanh chóng đưa viện binh tới đây thì diệp vân có lẽ còn một đường sinh cơ nương theo trưởng lực của diệp vân tôn linh liền thi chuyển ra tốc độ nhanh nhất trên không trung xoay người một cái nhanh chóng lao về phía cửa ra trong nháy mắt đã đến sát cửa ra rồi chuẩn bị ly khai sắc mặt la văn thành lúc này khó coi đến cực điểm linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra thân thể trên không trung liền chỉ để lại những đạo tàn ảnh điên cuồng tăng tốc xem thường ta như vậy sao diệp vân cười lạnh một tiếng linh lực trong giây lát từ hai tay truyền vào trong hảo diễm và băng phách trong chớp mắt liệt diễm bạo vân hoàn và băng phách tỏa hồn hoàn bán ra hào quang vạn trượng hỏa diễm hừng hực và băng phách lạnh đến thấu xương tuôn ra tạo thành một bức tường cứng rắn chắn trước người của la văn thành ban đầu la văn thành cũng không thèm để ý đến băng phách và hỏa diễm diệp vân thi triển ra với hắn loại điện tử như diệp vân loại phá hôi từ thiên trúc phong thì có bao nhiêu bảo vật có thể làm tổn thương đến hắn được cơ chứ cho nên thân hình hắn liền bắn nhanh đi cấp tốc muốn bay qua đỉnh đầu của Diệp Vân. Ngay khi hắn vừa muốn bay qua thì chỉ thấy phía trước, một đạo hỏa diễm hừng hực và một đạo băng phách tản ra hàn ý đến mức khó tin, ngăn cản đường đi của hắn. Tu vu của La Văn Thành là loại nào, chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra năng lượng trong hỏa diễm và băng phách này đã vượt qua dự liệu của hắn. Đặc biệt là do lúc trước hắn đã hảo tồn đại lượng chân khí để giết chết ân thiên hành và tống tử lâm, nên giờ này, nếu như bị ngọn lửa và băng phách này đánh chúng thì chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được thân hình của la văn thành liền dừng lại trên không trung sau đó bắn về phía sau hạ xuống mặt đất linh khí trung phẩm trong mắt la văn thành hiện lên vẻ khiếp sợ hắn kinh ngạc nhìn về phía ngọn hòa diễm và mảng băng phách gần như là không thể tin được vào mắt mình nữa một gã đệ tử tu vi bất quá chỉ là luyện thể cảnh sao lại có thể sở hữu linh khí trung phẩm hơn nữa lại còn có đến hai kiện phải biết rằng La Văn Thành hắn thân là một trong thập đại đệ tử tử của tuyệt kiếm phong, thanh trường kiếm trong tay hắn khó khăn lắm mới có thể xếp vào hàng ngũ trung phẩm. Vậy mà trước mắt, phẩm chất hai kiện linh khí này hiển nhiên là hơn xa thanh trường kiếm của hắn. Người thật sự là ai? La Văn Thành đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Một tên nhóc con mà lại có được tận hai kiện linh khí trung phẩm, há có thể là người bình thường sao? Nhưng mà, nếu đã không phải là đệ tử bình thường, sao lại bị thiên trúc phong chọn lựa, cho vào đây làm bê đỡ đạn? chẳng lẽ hai kiện bảo vật này là hắn lấy được ở trong này không sai nhất định là như vậy bằng không mà nói thì tên nhóc con này làm sao có thể sở hữu được tận hai kiện linh khí trung phẩm có phẩm chất tuyệt hảo chứ giết giết hắn nhất định phải giết hắn la văn thành hối hận vô cùng hối hận hắn cũng không phải hối hận vì đã đắc tội với tô linh và diệp vân ý đồ cướp bảo vật của bọn họ mà hắn hối hận chính là mình đã không tung ra thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giết chết hai người Tuy rằng Tô Linh không nhất định có thể nhanh chóng rời khỏi khu mộ địa này, nhưng một khi mà nàng ta đi ra được, với thân phận là con gái của phong chủ vô ảnh, tất nhiên sẽ gọi theo cao thủ trúc cơ cảnh tiến vào, lúc đó thì chính là lúc chết của La Văn Thành hắn. Hai kiện linh khí trung phẩm, hơn nữa, lại có phẩm chất tuyệt hảo, đáng tiếc. Bây giờ cho dù ta đạt được thì sao? Ta hận, ta hận, La Văn Thành ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng thét còn mang theo vẻ hối hận và không cam lòng. Diệp Vân cũng không có ngăn cản, hắn ước gì tên la văn thành này cứ hét như vậy tốt nhất là đến khi tô linh dẫn người đến chỗ này là được nhưng mà hắn biết rõ điều này là không thể mà kế tiếp chính là phải đón nhận lửa giận của cao thủ luyện khí cảnh thất trọng một trong thập đại đệ tử tuyệt kiếm phong la văn thành này ta muốn người sống cũng không được mà chết cũng không xong quả nhiên chỉ sau chớp mắt la văn thành liền nhìn về phía hắn gầm giọng thét lên diệp vân sớm đã dự liệu cười lạnh nói sinh tử của ngươi đã nằm trong tay ta còn liều lĩnh như thế quả thực là buồn cười la văn thành hít sâu vào một hơi hai mắt liền trở nên đỏ bừng nhưng mà thân thể hắn lập tức dừng lại diệp vân lại nói tiếp chỉ cần ngươi nghe ta để tô linh rời đi thì sau khi ra khỏi đây ta cam đoan có thể bảo đảm an toàn cho ngươi ngươi nghĩ ta là thằng ngu sao la văn thành vô cùng tức giận cười lạnh nói ngươi chỉ là một tên đệ tử luyện thể cảnh nho nhỏ chẳng lẽ cũng muốn âu dương phong chủ nghe theo lời ngươi hay sao diệp vân nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói ngươi cũng đã thấy qua một tên đệ tử nho nhỏ mà lại có đến hai kiện linh khí trung phẩm có phẩm chất tuyệt hảo chưa la văn thành sững sờ đừng nói là ngươi nghĩ rằng ta đoạt được hai kiện linh khí này tại đây đó chứ nếu như mà khắp nơi tầng thứ nhất đều là linh khí trung phẩm thì chỉ sợ cái hoa vận bí tăng này chủ nhân cũng không phải là kim đan đại tu sĩ mà chính là nguyên anh hoặc thậm chí còn cao hơn ấy chứ nhưng người mà ngươi nghĩ là có khả năng đó hay sao Diệp Vân chắp tay, băng hỏa cuồn cuộn trước người, chậm rãi nói. La Văn Thành dương mắt nhìn lại, thì thấy tên nhóc con này mơ hồ lại lộ ra một dáng vẻ ngạo nghễ. Dáng vẻ này tuyệt đối đệ tử ngoại môn không thể có được, mà chỉ những tên đệ tử thiên tài tuyệt diễm, tâm tính tuyệt hào, từ nhỏ đã được tông môn bồi dưỡng, mới có thể lộ ra được cỗ khí thế như vậy. Đột nhiên, hắn có một loại ảo giác, đừng nói tên danh con này lại là hậu nhân của một cao tầng nào, đó tại thiên kiếm tông đó chứ. Hơn nữa, Hắn còn thấy tên này và Tô Linh vô cùng thân thiết như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. "Tiểu tử, ngươi tên gì? Ta hình như đã nghe nha đầu Tô Linh kia gọi ngươi là Diệp Vân." La sư huynh không hổ là cao thủ, rõ ràng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe được chúng ta nói chuyện với nhau. "Không sai, ta chính là Diệp Vân, vô ảnh phong chủ Tô Hạo chính là gia sư." Diệp Vân gật đầu, vô cùng ngạo nghễ. La Văn thành sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng hối hận, lúc này là thật sự hối hận. Hắn hối hận tại sao lại trêu chọc phải Tu Linh và Diệp Vân cơ chứ, lại còn muốn giết người đoạt bảo hai tên gia hỏa này, một là ái nữ, một là đồ đệ của vô ảnh phong chủ. Hơn nữa, đồ đệ mới chỉ có bấy nhiêu tuổi và Tu Vi mới đến chừng này mà đã được ban cho hai kiện linh khí trung phẩm có phẩm chất tuyệt hào, có thể thấy được sự coi trọng của vô ảnh phong chủ đối với tên Diệp Vân này. Người thật sự có thể đem chuyện này biến nhỏ, từ nhỏ hóa không? La Văn Thành nhận thấy hẳn là mình phải chết không thể nghi ngờ, lúc này đã vô cùng hối hận nhưng vẫn một lòng muốn sống, giờ này tâm trí đã đại loạn, thanh âm đã trở nên run rẩy. Đương nhiên, ta là đệ tử được sư tôn coi trọng nhất, ta và Tô Linh lại cùng bảo vệ ngươi thì tất nhiên là vô sự rồi, nhưng mà lúc trước, ngươi vẫn cứ một mực muốn chém muốn giết, hiện tại Tô Linh đã đi ra ngoài rồi. Chắc hẳn sẽ đem toàn bộ sự tình từ đầu chi cuối Nói cho sư tôn Hoặc là Âu Dương sư thúc biết Bởi vậy cho nên Ngươi muốn vượt qua chuyện này Mà không có nửa điểm trách phát là không có khả năng diệp vân gật đầu nhìn la văn thành bất động thanh sắc nói vậy ngươi có thể đảm bảo ta sẽ không bị trọng phạt không bị phế bỏ tu vi đuổi khỏi thiên kiếm tông la văn thành liền đem lo lắng trong lòng nói ra diệp vân gật đầu nói điều đó là tất nhiên nếu như tuyệt kiếm phong không tha cho ngươi thì ngươi cứ đến vô ảnh phong tìm ta là được nhưng ngươi phải phát tâm thể độc từ nay phải nghe theo lời của ta làm việc cho ta la văn thành cho mày sau đó cắn răng nói nếu đã như vậy thì ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy thì dễ nói rồi. Nếu như La Sư Huynh đã hồi tâm chuyển ý thì ta tự nhiên sẽ cùng Tô Linh nghĩ biện pháp, đến lúc đó lại giúp ngươi giải vây, giảm nhẹ trách phạt của ngươi. Diệp Vân vung nhẹ ống tay áo, thu hồi hai kiện linh khí, nói. La Văn Thành có chút tỉnh táo lại, lại bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà hắn lại nghĩ, cho dù lúc này dốc sức liều mạng giết chết Diệp Vân, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chính là bị xử tử một cách không lưu tình. Nhưng hiện tại, nếu như tin theo lời Diệp Vân thì ít nhất vẫn có một cơ hội sống sót. Mà bộ dáng thân mật của đối phương và Tô Linh lúc trước, tuyệt đối không phải là giả bộ. Diệp Vân đứng chắp tay, ánh mắt không ngừng lóe lên, nhìn về phía La Văn Thành, mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng mà trong lòng thì đại định. Diệp Vân, à không, Diệp sư huynh, sự tình lúc trước mong người đừng để trong lòng, sau khi trở về, ta nhất định nhất tâm phục vụ vì người. La Văn Thành cũng chỉ do dự mấy tức thời gian, sau đó cắn răng không người thi lễ với Diệp Vân rồi cung kính nói. Tâm tình của hắn lúc này hoàn toàn giống như người chết đuối với được cọc. Cho dù cái cọc này vô cùng nhỏ bé, thì cũng phải liều mạng mà nắm lấy. Người nếu như đã quyết định theo ta thì ta nhất định sẽ không truy cứu chuyện này nữa, Diệp Vân thản nhiên nói. Nghe Diệp Vân trả lời như vậy, thì La Văn Thành lập tức đại hỉ. Nhưng cùng lúc đó, thì hắn lại cảm ứng được điều gì đó, bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy khe hở phía trên bầu trời, lúc này đã vắt ngang toàn bộ bầu trời rồi cát vàng tại phiến sa mạc này giống như tìm được chỗ thoát đi bắt đầu dâng lên dần dần thì giờ đây như những cơn hồng thủy dùng mãnh lao về phía khe hở hả ánh mắt la văn thành lóe lên có chuyện gì vậy hai mắt của diệp vân thấy vậy thì không tự giác mà nhau lại nếu tô linh vẫn chưa dẫn người đến thì an toàn của hắn vẫn chưa được đảm bảo chút nào tâm niệm của la văn thành chỉ cần thay đổi thì hắn liền có họa sát thân ngay la văn thành cúi đầu xuống ánh mắt vẫn kịch liệt chấp động trận pháp trong phiến không gian này không biết sao lại tựa hồ như muốn sụp đổ xuống vậy diệp vân đương nhiên biết nguyên nhân mà phiến không gian này sụp đổ chính là do hắn đã lấy đi hai kiện linh khí trung phẩm liệt diễm bạo vân và băng phách tỏa hồn lúc này nghe la văn thành nói như vậy thì hắn bất động thanh sắc nói phiến thiên địa này tan vỡ thì tựa hồ cũng không uy hiếp được đến chúng ta không phải là vấn đề an toàn của chúng ta la văn thành hơi do dự một chút rồi nói nếu không gian này sắp đổ xuống thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cấm chế khác có lẽ có khả năng mở ra thông đạo cho chúng ta tiến vào tầng thứ ba tầng thứ ba ánh mắt diệp vân cũng chấp động liên hồi cái khe hở vắt ngang qua bầu trời này chia đôi phiến sa mạc này thành hai phần phía bên này là vị trí của chúng ta thì có lẽ phía bên kia chính là cửa vào tầng thứ ba loại thông đạo không gian này bình thường luôn luôn chú ý đến sự đối xứng nếu không thì linh lực sẽ rất khó có thể cân bằng được tinh quang trong mắt la văn thành lóe lên hét lên một tiếng trầm thấp để ta đi phía trước dò xét một chút nếu để những đệ tử khác phát hiện được được thông đạo tiến vào tầng 3 sớm hơn, thì chúng ta sẽ bị chiếm mất tiên cơ mất. Vừa dứt lời, thân ảnh La Văn Thành đã giống như tia điện, điên cuồng lướt về một phía. Nhìn thấy La Văn Thành như thế, thì trong lòng Diệp Vân liền sinh ra một tia hàn ý. Nếu đổi lại là đệ tử khác, nghe được khả năng tiến vào tầng 3 thì sợ đã mừng rỡ như điên. Thế nhưng Diệp Vân hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Cho dù bên trong tầng thứ ba có bảo vật tốt đến mấy, thì hắn cũng không hề động tâm chút nào, cho nên lúc này hắn liền nhanh chóng tỉnh táo lại lập tức phát hiện ra hành động dị thường của la văn thành dù sao thì la văn thành vừa mới nếm qua đau khổ chỗ này ngay cả một tấm thanh ngọc thần phù duy nhất để bảo vệ tính mạng cũng đã sử dụng thì hắn cũng hiểu rõ cấm chế trong này vô cùng hung hiểm cho dù có khả năng tìm được thông đạo tiến vào tầng 3, nhưng nói không chừng vẫn có cấm chế cực kỳ lợi hại cho dù muốn dò rét thì la văn thành cũng sẽ không một thân một mình đi tiến về phía trước nhất định sẽ cùng đồng hành với diệp vân Diệp Vân cảm thấy có chút không đúng, trong lòng dâng lên một tia hàn ý, thân hình cũng không động chút nào. Nhưng vào lúc này, La Văn Thành đã lướt đi, thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, hỏi, Diệp Vân sư huynh, sao vậy? Thần sắc của hắn nhìn qua, thì rất kinh cần, nhưng mà chẳng biết tại sao, Diệp Vân lại cảm thấy trong mắt của hắn phảng phất có chứa một tia hung quang, tâm thần liền run lên một cái, lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó. La Văn Thành giờ này, tất nhiên là muốn bảo vệ tính mạng của mình. Nếu quả thật đây là thông đạo dẫn đến tầng 3 thì La Văn Thành hắn chắc chắn sẽ đi vào. Bên trong tầng 3 thì có khả năng sẽ có bảo vật vô cùng kinh người. Nhưng mà mấu chốt chính là tầng 3 chỉ sợ sẽ có một chỗ có thể bỏ trốn hoặc là ẩn nấp. Hiện tại đã nghĩ ra khả năng này, nhưng nếu mà không đuổi theo La Văn Thành hoặc là bị La Văn Thành nhìn ra bản thân mình sợ hãi, lập tức sẽ khiến hắn biết rằng trước đây những lời kia hoàn toàn là lừa gạt hắn thì chỉ sợ sẽ lập tức dẫn đến họa sát thân hết thầy thì cẩn thận vẫn hơn, tuy nói có khả năng lộ ra thông đạo dẫn đến tầng ba, nhưng chắc hẳn cấm chế sẽ cực kỳ lợi hại. tâm niệm nhanh chóng chuyển động, diệp vân mặt không biểu tình nói một câu, sau đó thân ảnh khẽ động, cũng chậm rãi bay về phía la văn thành. giờ này hắn cố gắng kéo dài thêm chút ít thời gian, nếu như thuận lợi mà nói thì tô linh rất có thể đã ra khỏi khu mộ điện này rồi, chỉ cần la lớn một cái thì chắc hẳn sẽ có người đến giúp. nói cách khác, giờ này có thể tô linh đang trên đường quay lại đây cho nên hắn chỉ cần kéo dài thêm chút ít thời gian thì sự an toàn của hắn càng tăng lên thấy được vẻ trầm ồn của diệp vân thì trong lòng la văn thành ngược lại cảm thấy phát lạnh hắn quay đầu đi có chút kinh nghi bất định lao về phía trước thế nhưng tốc độ lúc này cũng đã giảm đi không ít cái này chẳng qua chỉ mấy chục hơi thở về sau hô hấp la văn thành đột nhiên ngừng lại đồng từ kịch liệt có rút lại trước người hắn cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một vầng sáng màu lam phía trên còn có sương mù bốc lên hơn nữa, trên vầng sáng màu lam này, hắn còn cảm giác được một cỗ linh áp vô cùng đặc biệt, áp bách không khí chung quanh. Càng thêm quỷ dị chính là, vầng sáng này vẫn đang không ngừng mở rộng, nhưng bất kể biến hóa như thế nào, nhưng không hề có bất cứ một hạt cát nào bay đến, mà chỉ điên cuồng biến về phía khe hở kia. Tại đây, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cát vàng đã bị hấp thu sạch sẽ, mặt đất lộ ra một màu ngăm đen. La Văn Thành trần chờ một lát, từ tay bắn ra một đạo linh lực về phía vầng sáng màu lam kia, hắn lập tức cảm thụ được một cỗ năng lượng nhu hòa đẩy ngược linh lực của hắn lại hắn hít sâu một hơi ngón tay thành kiếm rồi quán chú linh lực tại đầu ngón tay hung hăng đâm tới khi đầu ngón tay hắn hung hăng đâm về phía màn sáng này thì hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng cường đại bắn ngược trở lại nếu không phải hắn đã chuẩn bị trước tránh sang một bên thì chỉ sợ luồng năng lượng này đã trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn rồi gặp mạnh thì càng mạnh mà gặp yếu thì cũng yếu phía trước của thông đạo này hiển nhiên là đã bị bố trí một đạo cấm chế vô cùng huyền ảo ánh mắt la văn thành kịch liệt chấp động hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nháy mắt sau đó hắn hít sâu một hơi hai con mắt híp lại rồi xoay người về phía sau thế nào rồi diệp vân lúc này đứng cách hắn hơn mười trượng thấy hắn quay đầu lại thì chậm rãi hỏi la văn thành lắc đầu bộ dáng kính cẩn như trước nói ta đối với trận pháp cấm chế cũng không có hứng thú lắm ngược lại thì ân thiên hành tương đối am hiểu cho nên ta mới cùng hắn và Tống Tử Lâm tiến vào đây dò xét, nhưng mà hiện giờ hai người kia đã chết, cho nên đối với cấm chế này thì đúng là thúc thủ vô sách. Diệp Vân bỗng nhiên trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lên nói, "Thật sao?" La Văn Thành khẽ giật mình. "Thật sự thúc thủ vô sách với cấm chế này, bây giờ cũng không có liên quan nữa." Đúng lúc này, thanh âm vừa vang lên, thì thân hình của Diệp Vân đã điên cuồng lướt về phía sau một cách nhanh chóng, về phần người, chỉ sợ cũng nhanh chóng xuống dưới với bọn họ thôi thân hình diệp vân nhanh chóng lui lại phía sau chỉ trong giây lát đã cách xa la văn thành mấy trăm trượng trên phải điểm một cái thì lại gia tăng khoảng cách thêm hơn mười trượng sắc mặt la văn thành liền kịch biến hắn lúc trước đúng là có ý nghĩ đi theo diệp vân nhưng mà đây chẳng qua là ý nghĩ của người khi vừa được cọng cỏ cứu mạng mà thôi ngay khi phát hiện ra thông đạo dẫn đến tầng ba hắn cũng đã thay đổi chú ý của mình thông đạo dẫn đến tầng ba này tựa hồ chỉ bị một màn sáng cấm chế bình thường ngăn cách hơn nữa vừa rồi khi thăm dò thì hắn đã xác định, năng lượng của màn sáng này cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Chỉ cần tăng thêm một chút ngoại lực là có thể phá vỡ rồi. Tầng 3 nơi này cũng không biết là có cái gì nữa, nhưng chắc hẳn còn kinh người hơn so với tầng 2, chỉ cần có thể trốn vào trong đó, nói không chừng còn có thể giữ lại được mạng sống, thậm chí còn có kỳ ngộ cũng không chừng. Sau khi suy nghĩ như vậy, thì nghĩ của hắn đã thay đổi, quyết định muốn lợi dụng Diệp Vân tăng thêm chút năng lượng, sau đó thì giết chết Diệp Vân. Nhưng mà hắn cũng thật không ngờ là tâm tư của Diệp Vân lại nhạy bén như vậy, chỉ trong chớp mắt đã phát hiện ra điều dị thường. Chỉ vừa mới ngẩng đầu lên thì La Văn Thành đã chứng kiến Diệp Vân điên cuồng thối lui, mà phía sau hắn cũng đã xuất hiện ba đạo thân ảnh, một trong số đó có dáng người mảnh mai, hiển nhiên chính là Tô Linh vừa mới đi ra ngoài. Diệp Vân. Cũng đúng lúc này, thanh âm kinh hỉ của Tô Linh ở phía xa vang lên. Nghe được tiếng của Tô Linh, thì gánh nặng trong lòng của Diệp Vân đã được gỡ bỏ, sau lưng lúc này cũng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh hắn lúc này mới biết rõ là an toàn của mình mới chính thức được đảm bảo. Thấy Diệp Vân vẫn bình yên vô sự thì Tô Linh vô cùng vui mừng, liên tục nói, Diệp Vân, theo ta chính là nhị sư huynh thần ấn và ngũ sư huynh lương huyền đồng trong thập đại đệ tử của Âu Dương Sư Thúc, có các huynh ấy đến đây thì La Văn Thành cũng không dám làm gì người nữa. Diệp Vân hít sâu một hơi, thân hình dừng lại, quay người thi lễ với hai gã nam tử đang đứng bên cạnh Tô Linh, thần sư huynh, lương sư huynh. Thân phận hai người này hơn hẳn La Văn Thành, hiển nhiên là thực lực mạnh hơn không ít đặc biệt là nam tử có khuôn mặt tuấn lãng đứng bên trái tô linh hai mắt như sao trong mắt không hề nhìn ra được bất cứ tâm tình gì không chút hình nộ ai ố thế nhưng lại tàn ra một loại linh áp khiến người ta kính sợ không cần tô linh giới thiệu thì hắn vừa liếc qua cũng đã biết người đó chính là thần ấn rồi thần ấn hơi gật đầu cũng không có phản ứng gì thêm nhưng mà lương huyền đồng với vẻ mặt ôn hòa tươi cười nói diệp sư đệ quả nhiên người tốt thì sẽ được báo đáp biến nguy thành an vừa rồi ngươi làm không tệ sau khi ra ngoài nhất định sẽ được khen ngợi hơn nữa diệp vân sư đệ phong thần tuấn giật như vậy trách không được tô linh sư muội lại vội vã như thế diệp vân ngần người lương huyền đồng tựa hồ cũng không có chút uy nghiêm gì cả nói chuyện lại vô cùng khách khí dễ gần nghe lương đồng huyền nói như vậy thì khuôn mặt tô linh liền đỏ bừng hung hăng dậm chân la văn thành người đã biết tội chưa nhưng cũng vào lúc này tô linh liền nghĩ tới la văn thành ánh mắt hung dữ nhìn về phía hắn lạnh giọng quát là sư đệ không ngờ ngươi làm việc lại tuyệt tình như vậy lương huyền đồng lúc này tựa hồ cũng mới nhớ ra mục đích của chuyến này nhìn về phía la văn thành thần ấn thì không nói tiếng nào hai mắt khép hờ tựa hồ như chuyện này căn bản không hề liên quan gì đến hắn cả la văn thành nhìn bốn người lưng hắn lúc này đã dựa vào tầng cấm chế kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng nói nhị sư huynh ngũ sư huynh các ngươi dù sao cũng là đồng môn của ta tha cho ta một con đường sống có được không bát sư đệ chúng ta đều là người của thiên kiếm tông mà nhiều thế hệ vô ảnh phong và tuyệt kiếm phong cũng có giao hảo với nhau phảng phất như một nhà tô linh sư muội cũng nhiều lần đến tuyệt kiếm phong ta làm khách chắc hẳn ngươi cũng đã gặp qua mấy lần thế mà ngay cả đến nàng ta mà ngươi cũng dám giết cái này trách được ai đây chiếc quạt giấy của lương nguyền đồng khẽ động vẻ mặt lộ ra vẻ tức nuối ánh mắt la văn thành lộ ra vẻ cầu khẩn nói hai vị sư huynh ta chỉ là bị mất đi thanh ngọc thần phù nên nhất thời hồ đồ nói những lời này với chúng ta thì cũng vô dụng thôi lương huyền đồng hơi trầm ngâm nhìn la văn thành nói không bằng ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về chúng ta sẽ trước mặt sư tôn mà xin tha cho ngươi có lẽ còn một con đường sống tính tình của sư tôn thì các ngươi không phải không biết huống chi nếu rơi vào tay vô ảnh phong sư tôn cũng không ngăn được ta theo các ngươi trở về thì chẳng phải chỉ có một chữ chết thôi sao sắc mặt la văn thành trắng bệch điên cuồng cười lớn nếu như hai vị sư huynh đã không tha cho ta một con đường sống thì chúng ta cũng chỉ có kết cục cá chết lưới rách mà thôi là sư đệ người đừng có nhất thời hồ đồ mà khiến ta phải hạ thủ vô tình lương Huyền đồng thở dài cao mày nói đã như vậy thì ngũ sư đệ ra tay đi tốc chiến tốc thắng thanh âm của thần ấn nhàn nhạt, nhạt vang lên cũng không lộ ra chút tâm tình nào lương nguyền đầu ngược lại thì vô cùng cung kính với hắn quay người thi lễ một cái cũng không nói thêm lời nào trong tay liền xuất hiện một đạo bạch quang nhu hòa là một chiếc quả giấy Xùi một tiếng liền biến thành một đạo ánh sáng màu trắng dùng tốc độ kinh người bán về phía la văn thành tu vi của lương nguyền đồng cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong nhưng mà chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành cương nguyên được chân hòa rèn luyện qua hầu như chỉ cần trúc cơ là thành công khoảng cách trúc cơ chỉ còn một bước ngắn chỉ cần hắn nguyện ý thì tùy thời đều có thể được chẳng qua là hắn muốn ngưng luyện thêm một thời gian nữa muốn vững chắc trụ cột đối với việc trúc cơ càng thêm có lợi La Văn Thành tuy rằng Tu Vi cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng mà khoảng cách trúc cơ vẫn còn khá xa, so sánh với Lương Huyền Đồng thì vẫn còn thua kém không ít. Ánh sáng màu trắng phá không bắn đến, ngay lập tức đã đến trước người La Văn Thành. Chỉ thấy La Văn Thành cắn răng một cái, không hề có ý tránh né, trường kiếm trong tay kéo theo một nửa vòng cung, vắt ngang trước ngực. Phanh! Một tiếng vang nhỏ vang lên, ánh sáng màu trắng đánh thẳng vào mũi kiếm, bắn ra một đạo ánh sáng. La Văn Thành tựa hồ không chịu nổi đạo công kích này, thân hình khẽ run lên, vội vàng lùi về phía sau, sau đó đâm vào màn sáng cấm chế kia, bước chân lảo đảo. La sư đệ, bây giờ thúc thủ chịu trói, thì ta hứa sẽ lưu cho người một mạng. Lương Huyền Đồng tựa hồ có chút không đàn lòng, nắm linh phiến trong tay, chậm rãi nói. La Văn Thành cười to mấy tiếng, hừ một cái rồi nói, Lương Huyền Đồng ngươi ngày thương đều giả mù sa mưa, tự cho mình là anh Tuấn tiêu sái, thật sự thì xấu xí không chịu nổi muốn đánh thì đánh đi đừng nhiều lời vô ích nghe vậy thì sắc mặt lương huyền đồng liền trầm xuống dậm chân nhảy lên mà linh phiến trong tay cũng đã biến mất song trưởng liên tục đánh xuống ánh sáng ống ánh liền ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vỗ về phía la văn thành thần ấn vốn không có bất kỳ biểu lộ ng bỗng nhiên chân mày khẽ nhíu lại trên mặt diệp vân cũng hiện lên một tia kinh ngạc tuy rằng hắn và la văn thành tiếp xúc chưa đến một canh giờ thế nhưng tên gia hỏa này hiển nhiên không phải loại người có cốt khí cuồng vọng như vậy vì mạng sống mà không từ bất cứ thủ đoạn này thế nhưng không hiểu tại sao lúc này lại biểu lộ ra bộ dáng một lòng muốn chết như vậy anh hùng khí khái tuyệt không cúi đầu tuyệt đối là có vấn đề khi hắn đang suy nghĩ như vậy thì quang ảnh ngưng tụ thành bàn tay kia đã đến trước người la văn thành hầu như bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong nhưng mà trên mặt la văn thành lại không có chút hoảng sợ nào ngược lại thì khoái miệng lại lộ ra vẻ giễu cợt và đắc ý sau một khắc từ trong lòng bàn tay kia thân ảnh của la văn thành lại tiêu thất trong hư không biến mất hoàn toàn tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy không tốt trong lòng diệp vân trở phát lạnh hắn liền nghĩ đến một khả năng nào đó quát lên một tiếng chói tai cẩn thận thanh âm của thần ân cũng vang lên đồng thời nhưng mà đã chậm một bước một trường giận dữ của lương huyền đồng đã nhanh chóng vỗ lên đạo cấm chế trong suốt kia tu vi lương huyền đồng chỉ kém nửa bước là có thể trúc cơ một trường nén giận phát ra uy lực cường đại đến cỡ nào bàn tay khổng lồ vỗ lên cấm chế lập tức khiến cho đại địa chấn động không gian nứt vỡ gần như sụp đổ xuống lập tức sóng khí cuồng bạo bắn ra bốn phương tám hướng mà mỗi đạo khí kình đều có thể giết chết những tu sĩ có tu vi như diệp vân trong nháy mắt trong quang ảnh vỡ nát chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài sau đó rơi xuống đất một cách trầm trọng ra giả sức dãy ruộng muốn đứng dậy sau đó lại ngã xuống đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là lương huyền đồng hắn gần như đã toàn lực đánh ra một trường rồi bị cấm chế bắn ngược trở lại uy lực mạnh hơn gấp mấy lần mạnh mẽ đánh vào thân thể của hắn mặc dù thân thể hắn cường đại cảnh giới cao tuyệt thì cũng khó có thể ngăn cản được nếu không phải hắn có ý chí kiên cường thì mặc dù không bị chết tại đương trường thì cũng lập tức hôn mê trăm ngàn đạo khí kình bắn thủ không gian ngay lập tức đã xuất hiện trước ba người diệp vân những đạo kình khí này nhanh chóng vô cùng mà với tu vi của diệp vân thì đúng là không có cơ hội ngăn cản Sắc mặt Diệp Vân vô cùng ngưng trọng, một tay kéo Tô Linh ra phía sau mình, nếu như không thể tránh né thì thử ngạnh kháng một phát xem sao. Nhưng mà, ngay khi khí kính sắp bắn trúng hắn, thì chỉ thấy Thần Ấn nhẹ nhàng phất tay một cái, lập tức những đạo khí kình như những mũi tên kia liền hóa thành hư ảo, tiêu tán trong không khí. Đây chính là thực lực của trúc cơ cảnh. Thần Ấn chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái mà khí kình đầy trời liền tiêu tán không còn chút dấu vết nào. Cũng không biết là La Văn Thành dùng cách nào để tránh thoát những đạo khí kình này. Chỉ thấy lúc này, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn màn sáng cấm chế bị phá thành từng mảnh nhỏ, cười to lên mấy tiếng. Ngũ sư huynh, đa tạ huynh mở giúp ta thông đạo vào tầng 3, nếu chỉ có một mình ta, thì đúng là không thể nào mở ra được đó. Lương huyền đồng rút cuộc đã bỏ dậy được, liền nhét một đống đan dược vào trong miệng, nhanh chóng hồi phục tu vi. Hắn đứng dậy thì việc thứ nhất, không phải là quát mắng, cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà thoáng nhí mày, đưa tay lên sửa lại búi tóc có chút tán loạn, rồi lau vết máu trên khoái miệng của mình. Bát sư đệ, ngươi nghĩ như vậy thì có thể thoát sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy là còn nhị sư huynh ở đây? Trong mắt La Văn Thành cũng hiện lên một tia do dự, nhưng lập tức lại cười lạnh, nói, nhị sư huynh, nếu đã ra tay thì ngươi sao có thể bị trọng thương chỉ sợ nhị sư huynh sớm đã nhìn thấu cho nên mới để cho ngươi đánh nát cấm chế này có lẽ đây chính là ý chỉ của sư tôn đúng không ánh mắt của tô linh và lương huyền đồng đều nhìn về phía thần ấn vẻ mặt của thần ấn cũng không chút biểu lộ gì như mặt nước yên tĩnh vậy đúng vậy mảnh không gian này đã bị vỡ nát mà đạo cấm chế này từ khi bước vào ta đã nhìn thấu nếu như ngũ sư đệ không cách nào phá vỡ thì ta đành phải ra tay vậy bác sư đệ ngươi thật sự thông minh sư tôn thật sự rất coi trọng ngươi lão nhân ra người nói nếu như người có thể ở tầng 3 mà tìm được thiên tài địa bảo thì không chừng người còn có thể tha cho người một mạng. Âm thanh của thần ấn nhàn nhạt, nhạt vang lên, vô cùng thong dong Cái gì? lương huyền đồng và tô linh đồng thời hô lên như sư huynh sư tôn thật sự nói như vậy khuôn mặt anh tuấn của lương huyền đồng lúc này đã trắng bệch vô cùng hoảng sợ hai mắt của tô linh cũng trợn hết lên nhìn chằm chằm thần ấn trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi thần ấn cũng không hề để ý đến vẻ mặt của hai người khẽ gật đầu trên mặt của lương huyền đồng lúc này vô cùng thất vọng nếu thật sự là như thế thì tại sao thần ấn ngươi lại không ra tay phải biết rằng lực phản chấn của đạo cấm chế kia vô cùng mạnh Cơ hồ là gấp mấy lần lực công kích của Lương Huyền đồng hắn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn một chút, triệt tiêu một bộ phận công kích thì chỉ sợ lực phản chấn cũng có thể trực tiếp giết chết hắn rồi. Tu vi của thần ấn là dạng gì, nếu như đúng theo lời hắn nói, vừa mới vào đã nhìn thấu cấm chế, như vậy thì chắc hẳn đã biết rõ ràng về nó, hiểu rõ lực phản chấn sẽ cường đại ra sao. Dưới tình huống hiểu rõ như vậy, mà hắn lại không chút nhắc nhở, để cho Lương Huyền đồng tùy ý ra tay, thiếu chút nữa là bỏ mạng mà làm cho lương huyền đồng hán thấy khiếp sợ chính là trước khi theo tô linh đi vào đây, âu dương vấn thiên đã đặc biệt dặn dò nếu như lời tô linh nói là sự thật thì không cần băn khoăn, có thể bắt giữ là tốt nhất; nếu không thì có thể trực tiếp giết chết la văn thành. thế nhưng âu dương vấn thiên sư tôn hán lại nói như vậy với nhị sư huynh, điều này khiến cho lương huyền đồng hán không thể chấp nhận được. ngũ sư huynh, hiện tại ngươi đã biết sư tôn chúng ta là nhân vật bậc nào chưa? hơn nữa nói ngươi đúng là loại người cổ hủ, chúng ta những người tu tiên thì có cái gì quan trọng hơn việc tu luyện nếu như ta có thể tìm được vật khiến cho tu vi của sư tôn tăng lên có cơ hội tiến giai lên kim đan đại đạo mà nói thì đừng nói là tha mạng cho ta ngay cả việc chuẩn bát y cho ta cũng có thể đó la văn thành thấy được sự khiếp sợ của lương huyền đồng thì cười nói bát sư đệ cấm người không được vũ nhục sư tôn lương huyền đồng vẫn nộ quát lên nhưng lại phát hiện mình không thể nào nói thêm được nữa nhị sư huynh nếu như sư tôn đã có lời như vậy thì ta đây liền đi trước một bước Hẹn sau này gặp lại." La Văn Thành bước qua quanh ảnh vỡ nát, cả thân hình lập tức trở nên mờ ảo, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thần ấn cũng không ra tay ngăn cản, mà lặng lặng nhìn thân hình của La Văn Thành biến mất. Trong mắt Tô Linh tràn ngập lửa giận, nhìn chăm chăm vào thần ấn. Thần ấn ngó lơ như không nhìn thấy, thản nhiên nói, "Tốt rồi, xem ra đây đúng là thông đạo vào tầng 3, chúng ta vào thôi." Dứt lời, chân hắn nhẹ giơ lên, thân thể lập tức đã xuyên qua cả trăm trượng, xuất hiện trước mảnh quang ảnh đã bị tàn phá trên màn lương huyền đồng xuất hiện sự do dự bất đắc dĩ cuối cùng đành đi theo tô linh sư muội hai người các ngươi có muốn vào tầng ba hay không thần ấn quay người nhìn về phía hai người diệp vân ta không đi thần ân sư huynh các ngươi đúng là làm cho người ta thất vọng không thể tưởng tượng được âu dương sư thúc lại là loại người này tô linh tức giận không thôi dậm chân nói đã như vậy thì hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây chỉ sợ không bao lâu nữa thì sẽ có một lượng lớn đệ tử của các tông môn khác sẽ tiến vào đây đến lúc đó thì đao kiếm không có mắt đừng để người ngoài làm bị thương thần ấn mỉm cười sau đó xoay người bước vào quang ảnh thân hình lập tức biến mất lương huyền đồng nhìn hai người diệp vân cao mày nói tô linh sư muội diệp vân sư đệ để ta tiễn hai người các ngươi ra ngoài theo ta suy đoán một khi tiến vào tầng 3 thì tranh đoạt trong đó sẽ vô cùng tàn khốc căn bản không phải tu vi luyện thể cảnh có thể tham dự vào không cần chúng ta tự đi tô linh tức giận trả lời không ổn rồi nhưng đúng lúc này sắc mặt diệp vân đột nhiên đại biến màn sáng đã bị phá thành mảnh nhỏ kia bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm sáng lấp lánh nhưng mà những điểm sáng này lại không bay ra bên ngoài mà lại bay về phía trong thông đạo cùng lúc đó thì một luồng hấp lực kinh người từ trong màn sáng đã bị tàn phá không ngừng tuôn ra chỉ trong tích tắc diệp vân chỉ cảm thấy không gian xung quanh của mình đông cứng lại mà phía sau hắn thì dường như có vô số cự nhân đang dùng lực kéo hắn về phía màn sáng kia diệp vân sắc mặt tô linh cũng trở nên trắng bệch thân hình của nàng thậm chí cũng đã bị nhấc lên thông đạo tiến vào tầng thứ ba đã bị đả thông cho nên linh lực vốn đang cân bằng lúc này đã bị phá vỡ liền muốn hút hết toàn bộ mọi người vào tầng thứ ba lương sư huynh một tay diệp vân kéo tô linh lại lập tức phát ra một tiếng quát chói tai mặc kệ có nguyện ý hay không thì đều bị cuốn vào tầng thứ ba đây đúng là việc hắn căn bản không hề ngờ tới hơn nữa đi làm cho hắn thêm phát lạnh chính là loại hấp lực khổng lồ này đúng là hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại, chỉ sợ chỉ có Lương Huyền Đồng mới có thể giúp hắn và Tô Linh mà thôi. Ta! Sắc mặt Lương Huyền Đồng lúc này cũng cực kỳ tái nhợt, hắn thật sự đúng là muốn giúp Tô Linh, thế nhưng lúc này lại bị trọng thương, mà lực hút lúc này, cho dù hắn đem toàn lực cũng không thể nào chống lại được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nói được lời nào. Cái này đúng là số mệnh. Sắc mặt Diệp Vân lúc này âm trầm như nước, cắn răng một cái, suy suy suy, ba tiếng xé gió vang lên, hắn, lương huyền đồng và tô linh liền bị cỗ hấp lực khổng lồ hút vào sau đó biến mất trong vầng sáng màn sáng bị phá vỡ thông đạo dẫn đến tầng 3 được mở ra hoàn toàn ngay khi đám người diệp vân biến mất thì không lâu sau khoảng chừng hơn 10 người liền xuất hiện trong mộ địa tầng 2, vội vàng chạy về phía màn sáng này mà người cầm đầu chính là âu dương vấn thiên tầng thứ ba mở ra liền khiến cho âu dương vấn thiên tự mình dẫn đội tiến vào mà phía sau hắn là mười mấy tên đệ tử nội môn của thiên kiếm tông lũ tiểu gia hỏa lần này đúng là khá tốt chẳng những thông qua khảo hạch vậy mà còn mở được cả thông đạo tầng 3. tốt lắm âu dương vấn thiên nhìn màn sáng bị phá vỡ trên mặt tràn đầy vui vẻ sư huynh chúng ta cũng không nên chậm trễ dựa theo ước định thì nửa nén hương sau đám ngu xuẩn đỗ ra sẽ tiến vào bên cạnh âu dương vấn thiên là một lão giả tóc hoa dâm có niên kỷ lớn hơn hẳn âu dương vấn thiên thấp giọng nói lão giả này tên là tương nhạc văn tu vi trúc cơ cảnh tứ trọng đã hơn 80 tuổi nhưng mà đối mặt với âu dương vấn thiên trẻ tuổi hơn mình vẫn cung kính gọi sư huynh không sao tầng ba này cũng không phải tiến vào sớm hơn là lấy được chỗ tốt cuối cũng vẫn phải xem thực lực của ai cao hơn âu dương vấn thiên cực kỳ tự tin vẫy vẫy tay âu dương vấn thiên vung tay lên một mảnh ngọc phù liền bay lên lập tức hào quang trên ngọc phù liền hợp thành một mặt gương bên trên mặt gương rõ ràng là tô linh mang theo thần ấn lương huyền đồng cùng nhau tiến vào sau đó giao thủ cùng với la văn thành nếu như đám người diệt vân chứng kiến cảnh này thì chắc chắn đều sẽ kinh hô lên bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ không thể ngờ được là toàn bộ hành động của bọn họ đều bị âu dương vấn thiên giám sát bên trong tầng ba này đúng là có chút ý tứ có thể che đậy sự giám sát của ta âu dương vấn thiên thấy hình ảnh đám người thần ấn tiến vào trong tầng ba rồi biến mất lông mày không khỏi nhíu lại nhanh đi thôi đừng để cho bọn ngu xuẩn đỗ ra đến trước chúng ta một bước tương nhà văn trầm giọng nói Trong mắt hiện lên vẻ vội vã âu dương vấn thiên gật đầu sau đó nhìn về phía sau trong khoảnh khắc mười mấy tên đệ tử nội môn của tuyệt kiếm phong liền không chút do dự bay thẳng về phía màn sáng sau đó biến mất trong màn sáng tiến vào tầng ba âu dương vấn thiên và tương nhạc văn nhìn nhau mỉm cười gật đầu rồi cùng nhau tiến vào diệp vân chỉ cảm thấy thiên địa là một mảnh hỗn độn tất cả giác quan đều đã mất đi tác dụng không có bất cứ hình ảnh âm thanh cũng không có mùi vị xúc giác gì cả hắn cảm giác như mình đang ở trong một mảnh lá rộng bồng bềnh theo gió phập phồng không biết đoạn cuối là nơi nào rút cuộc ánh sáng cũng xuất hiện ánh mắt một lần nữa trở về thân thể diệp vân thấy đây là một vùng biển rộng lớn ba la bát ngát nhìn không thấy bờ lại là trận pháp không gian vị kim đan đại tu sĩ này đúng là ưa thích cấm chế không gian a à. sắc mặt diệp vân khó coi đến cực điểm lực hút khổng lồ kia đã tách hắn và đám người tô linh mỗi người một nơi mà đối với loại cấm chế không gian này thì hắn lại không biết một tí gì. Chẳng qua mấy tức thời gian sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cây cột nước khổng lồ, dâng lên từ đáy biển, sau đó sông thẳng lên tận trời. Cột nước này tráng kiện vô cùng, phía trên còn hiện lên từng con thủy long, với những tư thái khác nhau, xa xa nhìn lại, thì trông vô cùng thần bí. Oanh, oanh, oanh. Một cái nối tiếp một cái, từng cây cột nước từ đáy biển dâng lên, sau đó đâm thẳng lên trời, khoảng chừng có 18 cây. Diệp Vân nhìn thấy một màn rung động như vậy, thì đột nhiên phát hiện ra phần cuối của cột nước xuất hiện một tòa thần điện cực lớn, sừng sững trong mây. Quang thần điện tỏa ra ánh sáng long lanh, từng gợn nước trào lên thì đều tụ hợp lại, vun đắp vào thần điện, sau đó tản mát ra quang hoa thất sắc, xa San nhìn lại đúng là khiến cho người ta rung động. Ha ha ha, tầng thứ ba, ta cuối cùng đã vào được tầng thứ ba. Ngay khi Diệp Vân vẫn đang vô cùng rung động, thì sau lưng hắn, cách đó không xa chuyển đến một tiếng cười mà khó có thể kiềm chế sự cuồng hỉ trong đó diệp vân quay người nhìn lại thì thấy một gã thanh niên mặc quần áo màu đen đang nhìn về phía ngôi thần thiện cao vút trong mây kia vẻ mặt vô cùng kích động ồ lại có người tiến vào tầng ba sớm hơn ta một bước đúng là ngạc nhiên à ánh mắt của thanh niên áo đen kia lập tức nhìn về phía diệp vân khẽ giật mình diệp vân bất động thanh xác nhìn hắn trên mặt không biểu hiện ra chút gì thế nhưng trong lòng lúc này lại lạnh xuống tên thanh niên mặc áo đen trước mắt này vậy mà diệp vân hắn lại không thể cảm nhận được chút linh lực chấn động nào người này phảng phất như là một người bình thường chưa bao giờ tu luyện vậy nhưng mà người bình thường thì làm sao có thể thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp kia được rồi tiến vào tận tầng 3 của hoa vận bí tàng rất hiển nhiên tu vi của tên thanh niên áo đen trước mắt này cực cao tối thiểu cũng là luyện khí cảnh trung kỳ nếu không thì với con mắt của diệp vân luyện khí cảnh tam trọng trở xuống thì hắn đều có thể nhìn ra người này không biết là địch hay bạn thế nhưng tu vi của hắn cũng khiến cho diệp vân cảm thấy khiếp sợ tuy rằng hắn cũng có dự liệu khi tiến vào tầng 3 thì sẽ có một nhóm lớn đệ tử luyện khí cảnh tiến vào chỉ là không nghĩ đến người đầu tiên gặp phải lại có tu vi cao như vậy ngươi là ai xem cách ăn mặc thì hình như ngươi là đệ tử thiên kiếm tông thanh niên mặc áo đen nhìn diệp vân tò mò hỏi đúng vậy tại hạ chính là đệ tử thiên kiếm tông diệp vân không biết vị huynh đài này xuất thân từ đâu Diệp Vân cẩn thận đáp lại, linh lực trong cơ thể liền vận chuyển không ngừng. Thì ra thật sự là đệ tử Thiên Kiếm Tông, ta là Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành, thanh niên mặc áo đen ôm quyền, cũng không hề biểu lộ ra chút địch ý nào. Thì ra là Hoa đạo huynh, tại hạ hữu lễ, Diệp Vân đồng dạng ôm quyền, kính cẩn nói. Hoa Nhất Thành tựa hồ cũng không thèm để ý đến lời nói của Diệp Vân, hắn ngẩng đầu nhìn lên ngôi thần điện được nâng đỡ bởi 18 cây cột nước, trên mặt cũng không giấu nổi khiếp sợ ngôi thần điện này tựa hồ như được tạo thành từ nước thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa đẹp đẽ mà những con thủy long kia lại vô cùng sống động tinh xảo vô cùng thật không thể tưởng tượng được là lại có người có thể bố trí được ra một cảnh tượng như vậy hoa nhất thành nhìn về phía ngôi thần điện kia không khỏi tán thưởng hoa huynh có muốn cùng ta đi lên đó thăm dò một chút diệp vân nhìn xung quanh ngoại trừ ngôi thần điện này thì chỉ là biển nước mênh mông không hề có những kiến trúc khác mà cũng không thấy có bóng dáng của những người khác ở đây Hoa Nhất Thành gật đầu, nói, "Đó là tự nhiên, chắc hẳn bảo vật tầng 3 được cất giấu trong ngôi thần điện này, nếu như đã vào đến đây thì tất nhiên không thể đi ra tay không được, Diệp huynh, chúng ta cùng đi xem thế nào." Hoa Nhất Thành không hề biểu lộ ra chút địch ý nào, mà cũng không phải là nhiệt tình chào hỏi, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn lúc này nhàn nhạt, nhạt cười nói, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Diệp Vân gật đầu, ít nhất thì tên Hoa Nhất Thành trước mắt này thoạt nhìn trông rất bình thường, cũng không thể hiện chút địch ý nào cũng không có dấu hiệu dùng âm mưu quỷ kế gì cả. Hai người một trước một sao bay lên, bay vút về phía thần điện trên 18 cây của nước kia. Xoát xoát xoát, quang ảnh lập lòe, ngay tại thời điểm Diệp Vân và Hoa Nhất Thành muốn tiến về phía thần điện, thì trong không trung bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo nhân ảnh, phóng thẳng đến đằng này. Diệp Vân và Hoa Nhất Thành nhíu mày, hai người bọn họ đều cảm thấy rằng mình tiến vào tầng 3 đã vô cùng sớm, vậy mà không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thêm hơn 10 người. Ngay khi trong lòng Diệp Vân vẫn đang vô cùng kinh ngạc, thì lại có hơn 10 người khác từ phía xa, nhanh chóng bay lại. Ân mỗ mỗ, không thể ngờ được động tác của lão nhân ra người lại nhanh nhẹn như vậy à. Thanh âm từ đằng sau ù truyền đến, sau một khắc liền xuất hiện hơn 10 điểm ánh sáng ở cuối chân trời rồi nhanh chóng bay về phía thần điện. Người tới rõ ràng là phách đao môn tôn nhất đao. Lão thân tuổi tác hơi lớn, động tác chậm chạp, chỉ vừa mới đến mà thôi. Thân ảnh ân mỗ mỗ trong đám hơn 10 người đến trước, chậm rãi bước ra niên kỳ lớn như vậy mà còn không biết tốt xấu xông loạn vào trước thì chỉ sợ chết cũng không biết thế nào đó thanh âm lạnh như băng trong đó còn mang theo chút mỉa mai từ phương xa chuyển đến sau đó bay nhanh đến cuối cùng đồng dạng là mấy chục đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống mà người cầm đầu chính là đỗ gia tam tộc trường đỗ kiếm minh mười mấy tên tên đệ tử tinh nhuệ của đỗ gia theo sau trong mắt mang theo sát ý nồng nặc lạnh lùng đảo qua mọi người thủy vân điện rất tốt xem ra ngôi thần điện này chính là bảo tàng của hoa vận bí tàng rồi chờ cho đỗ gia ta vào trước giỏ xét một phen sau đó thì các người hãy tiến vào đỗ kiến minh vẫn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo liền muốn mang theo mọi người tiến vào thủy vân thần điện đỗ tam tộc trường chúng ta đã có ước định từ trước chẳng lẽ người quên rồi ân mỗ mỗ nhàn nhạt, nhạt, lên tiếng mà trong lời nói lại ẩn chứa một cảm giác khiến cho người ta khó có thể trái ý đỗ kiến minh người chính là đại biểu của đỗ gia nói lời thì cũng phải giữ lấy lời chứ tôn nhất đao dâu tóc không gió mà bay sát khí lúc này cũng nhàn nhạt tàn ra đỗ kiến minh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người vẻ mặt khinh thường nói ân lão thái bà tôn nhất đao cho dù ta cho các ngươi tiến vào thủy vân điện các người có dám không ân mỗ mỗ và tôn nhất đao nghe vậy thì nghẹn lời trong mắt hiện lên vẻ do dự nếu như không dám thì tốt nhất là ở phía sau chờ đi chờ cho đỗ gia ta ăn uống no say sau đó sẽ để cho các ngươi chút cơm thừa canh cặn mà ăn Đỗ Kiến Minh nhìn hai người, cười như điên rồi nói. Thủy vân điện này thoạt nhìn thì vô cùng xa hoa lộng lẫy, chắc hẳn bảo tàng, trong đó vô cùng chân quý. Nếu như có thể tiến vào trước tiên, thì khả năng chiếm được thiên tài địa bảo càng lớn hơn so với những người vào sau. Nhưng mà, ân mỗ mỗ và tôn nhất đao đúng thật là không dám tùy tiện tiến vào. Sát chiêu chính thức của kim đan đại tu sĩ, bọn hắn đúng là không thể đơn giản mà chống lại được. Tề Dương Tông và Phách Đao Môn làm sao có thể so sánh với đỗ gia và thiên kiếm tống có thực lực hùng hậu chứ cho dù có chết đi một gã đệ tử tinh nhuệ thì cũng có thể bội dưỡng lại một cách nhanh chóng còn bọn hắn thì sao có thể được như vậy một khi mất đi một người thì cần phải tiêu phí đại lượng tinh lực và tài nguyên thì mới có thể bồi dưỡng ra được một người khác đỗ kiến minh nhìn thấy vẻ do dự của hai người thì cười ha hả sau đó liền muốn mang theo người của mình tiến vào thủy vân điện đỗ kiến minh ta còn chưa tới mà ngươi dám đi vào trước hay sao ta xem ngươi đúng là chán sống rồi một giọng nói từ bên cạnh truyền đến lập tức chỉ thấy kiếm quang lập lòe từ phía chân trở hiện ra một người đạp kiếm phá không bắn tới kiếm quang sáng chói kéo dài trăm trượng trên thân kiếm là một nam tử áo trắng như tuyết tung bay theo gió âu dương vấn thiên người chớ nên khi người quá đáng người nghĩ ta sợ người thật sao đỗ kiến minh nhìn đạo kiếm quang đang phá không mà tới hử lạnh thật sao đừng nói là tu vi của đỗ tam tộc trường đã vượt qua ta nhé kiếm quang được thu lại âu dương vấn thiên từ trên không hạ xuống lang không đứng trên mặt nước gợn sóng người nghĩ chỉ có người mới tìm hiểu được thiên nhân cảnh sao đỗ kiến minh lạnh lùng quát từ thân thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ như sóng vỗ bờ chúc cơ tầng thứ sáu thiên nhân cảnh đám người ân mũ mỗ và tôn nhất đào hít vào mấy ngụm khí lạnh vẻ mặt khó tin lúc trước đã mơ hồ cảm nhận được đỗ kiến minh có sự đột phá về tu vi nhưng muốn vượt qua nó đâu có dễ dàng cho nên khi thấy tu vi thiên nhân cảnh của âu dương vấn thiên biểu hiện ra đám người này đều vô cùng kinh hãi không còn dám phản kháng chỉ như thiên lôi sai đâu là đánh đấy không ngờ đỗ kiến minh cũng đã vượt qua nhân kiếp đạt tới thiên nhân tri cảnh chuyện này thực là khó tin thì ra ngươi cũng đã vượt qua nhân kiếp đạt tới thiên nhân thảo nào mà dám mạnh miệng như vậy bất quá ngươi nghĩ như thế đã đủ để đối phó với bổn tọa hay sao âu dương vấn thiên thường nói chưa thử qua thì còn chưa biết được đỗ kiến minh không chịu yếu thế bước lên trước một bước không gian nhất thời trở nên căng như dây đàn hai cao thủ trúc cơ lục trọng lúc nào cũng thể thể ra tay đỗ tam tộc trưởng âu dương phong chủ bây giờ không phải lúc để tranh đấu với nhau bên trong thủy vân điện có bảo vật hay không nhiều ít thế nào còn chưa biết đợi tới lúc mọi chuyện rõ ràng thì tranh giành cũng chưa muộn ẩn mộ mộ chống quải trượng chậm rãi đi tới đúng vậy việc cần thiết trước mắt là phải mở được thủy vân điện ra tôn nhất đào thấy tu vi của đỗ kiến minh như thế thì không còn tâm tư mà tranh đấu nữa Âu Dương Vấn Thiên nhìn Đỗ Kiến Minh bằng con mắt lạnh lùng nghĩ, nếu hắn không tuân theo ước định, thì chỉ còn cách ra tay giết hắn mà thôi. Đỗ Kiến Minh nhìn ba người còn lại, sát ý trong mắt dần biến mất. Nếu ân lão thái bà đã đứng ra hòa giải, ta đây cũng nể tình mà bỏ qua cho ngươi, xem ngươi còn sống được thêm bao lâu nữa. Đỗ Kiến Minh vẫn luôn cao ngạo như vậy, dù rơi vào thế hạ phong cũng không chịu thừa nhận, ngoài miệng luôn tìm cách nói cứng. Âu Dương Vấn Thiên nghe xong chỉ lơ đễnh nhìn mà không biểu hiện gì, hắn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân nếu đánh nhau đỗ kiến minh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn dù không thể giết chết đối phương thì cũng khiến hắn trọng thương mặc cho mình giày vò được rồi chúng ta cứ theo ước định ban đầu vậy cùng nhau tiến vào thủy vân điện lấy được bảo vật rồi sẽ phân phối sao âu dương vấn thiên từ tốn nói tất nhiên là vậy ẩn mỗ mỗ gật đầu miệng cười cười dựa theo ước định lúc trước thiên kiếm tông và đồ gia chiếm bốn phần còn lại ta và ân mỗ mỗ sẽ chia đều Tôn Nhất Đào gật đầu rồi nói rất nhanh. Hắn sợ có người đổi ý, thì hắn sẽ là người dễ bị thua thiệt nhất. Hừ, cứ cho là một mình ngươi phụ trách phách đao môn đi nữa. Ngươi có tư cách gì để lấy một phần bảo vật. Ta xem ra, ngươi chỉ có thể nhận được tối đa hai kiện. Còn lại đỗ ra chúng ta cùng thiên kiếm tông sẽ chia đều. Đỗ kiến minh xen vào, khinh thường nhìn đối phương. Ngươi! Tôn Nhất Đào giận tới mặt đỏ tía tai, nhưng cũng đành nín nhịn. Lúc trước Tôn Nhất Đào còn dám cạnh tranh với Đỗ Kiến Minh, nhưng từ khi đối phương biểu hiện ra thực lực trúc cơ lục trọng thiên nhân cảnh thì ngay cả nói nhảm hắn cũng không dám tu vi của hai người chênh lệch quá lớn đỗ gia lại là thế lực cực lớn ở tấn quốc dù đỗ kiến minh thực sự giết hắn tin rằng sẽ không có ai dám làm gì nơi đây không phải nơi mà đỗ gia của ngươi có thể định đoạt mà là thiên kiếm tông của ta âu dương vấn thiên bị đỗ kiến minh khiêu khích làm hắn nộ hỏa sung thiên lạnh lùng quát đỗ kiến minh hừ lạnh nếu muốn hãy thử động thủ xem sao đỗ tam tộc trường lần này hoa vận bí tàng mở ra chúng ta bốn nhà phải liên thủ mới có thể thành công tiến vào nếu thiếu một người là không được đỗ tam tộc trưởng hãy suy nghĩ cho kỹ cần gì phải lật lọng như vậy ấn mộ mỗ từ tốn cất tiếng đúng lắm tới lúc này tôn nhất đào mới cất giọng đồng ý đỗ kiến minh nhìn ba người còn lại một lượt tuy hắn cuồng vọng nhưng còn chưa tới mức ngu muội hắn biểu hiện thực lực ra cũng là hy vọng đỗ ra có thể có thêm chút lợi ích mà thôi cùng lắm thì như ban đầu bảo vật lấy được hắn cầm trong tay bốn phần là được Hừ, đã như vậy thì chuyện này coi như dừng ở đây, lần sau Tôn Nhất Đao người còn dám mạo phạm ta thì đừng trách. Tôn Nhất Đao đang chứa đầy một bụng tức giận, nhưng không có cách nào nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thủy Vân thần điện được 18 cây cột nước nâng lên, đứng sừng sững trên không trung. Lúc này, Diệp Vân còn nấp ở một nơi bí mật, chưa xông lên phía trước, tu vi của hắn chưa đủ, dám ngây ngang hiện thân ở chỗ này khẳng định sẽ bị người khác nghi ngờ. Trên người hắn còn mang chí bảo, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị kẻ khác ra tay cấp đoạt còn sống được hay không cũng rất khó nói tuy nhiên điều khiến diệp vân nghi hoặc chính là hoa nhất thành tự xưng là đệ tử của tề dương tông tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh thì vì sao không cùng đi với đám người của tề dương tông trong lúc diệp vân đang đầy một bụng nghi hoặc thì hoa nhất thành quay đầu nhìn hắn cười cười ta chỉ đạt tới tu vi luyện khí cảnh tứ trọng lần này đệ tử có tu vi cao hơn của tề dương tông tiến vào đây chỗ nào cũng có xáo trộn trong đội hình để thừa dịp lấy được đồ tốt hoa nhất thành không giấu giếm tham vọng trong lòng đều nói ra hết diệp vân khẽ giật mình sau đó mỉm cười hắn có cảm giác tâm tư mỗi người có một mục đích chẳng qua là tu vi của hắn thấp hơn ngay cả tư cách cùng tham gia vào đội ngũ đó cũng không có diệp huynh đệ đợi lát nữa bọn họ tiến vào thủy vân điện chúng ta cũng không nên theo vào hoa nhất thành thấp giọng bảo vì sao nơi này biển rộng mênh mông ngoài thủy vân điện thì làm gì có địa phương nào cất giấu bảo vật nữa người không muốn vào thủy vân điện thì sẽ đi đâu hoa nhất thành chỉ cười một cách quỷ dị sau đó nhấc tay phải làm xuất hiện một tấm da màu đen trong lòng bàn tay ai nói chỉ ở trong thủy vân điện mới có bảo vật tại nơi biển rộng mênh mông này mới là nơi cất giấu nhiều bảo vật chân quý nhất diệp vân sửng sốt nhìn hoa nhất thành hắn không ngờ đại dương bao la này lại có thể che giấu bảo vật bên trong nếu chúng ta thật muốn thừa nước đục thả câu theo bọn họ tiến vào thủy vân điện với tu vi của chúng ta thì rất nhanh sẽ bị phát hiện không bằng chúng ta đi thăm dò đại dương này một phen, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoa Nhất Thành nhìn Diệp Vân rồi lại thu mình về sau, cẩn thận ẩn nấp. Diệp Vân gật đầu, lời Hoa Nhất Thành không phải không có lý, với tu vi của hai người bọn, xen vào đám người kia nhất định sẽ bị phát hiện, lúc đó, kết quả thế nào không nói cũng có thể hình dung được, chỉ có bi thả mà thôi. Diệp huynh đệ, người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đại dương Ba La này có bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu ta cũng không rõ, nên đi hai người thì sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, nhưng lúc đạt được bảo vật, ta phải được chọn trước, mỗi người một vật, cứ thế chia đều ra. Diệp Vân gật đầu, chuyện đó là tất nhiên rồi. Diệp Vân trải qua 3 năm tôi luyện ở ngoài tạp dịch viện, hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, dù Hoa Nhất Thành nói vậy, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, tuy nhiên, hắn cũng hoàn toàn đồng ý với chủ ý của Hoa Nhất Thành, nơi này đại dương mênh mông, nguy hiểm trùng trùng, nếu có người cùng phối hợp ứng chiến, cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều. Tốt lắm. Chúng ta cứ yên lặng chờ đợi, sau khi bọn họ tiến vào thủy vân điện rồi chúng tê xuống nước tìm kiếm. Trong mắt hoa nhất thành ánh lên một tia khác thường, rồi rất nhanh trở lại bình thường, vừa cười vừa nói. Diệp Vân ở bên cạnh cũng gật đầu, hướng ánh mắt lên bầu trời cao, nơi mấy trăm tên đệ tử tinh nhuệ, đang kích động chuẩn bị tiến vào thủy vân điện. Thủy vân điện vừa mở ra, Âu Dương Vấn Thiên đã rất nhanh tiến vào trong. Tất cả mọi người nghe đây, sau khi các ngươi tiến vào trong thủy vân điện, đoạt được đồ vật hay không, chân quý hay không đều phải nộp lên trên sau đó chúng ta sẽ phân phối cho mọi người nếu ai dám giấu riêng bị phát hiện thì sẽ lập tức bị giết chết âm thanh của âu dương vấn thiên vang lên lạnh lùng trong tai mọi người vâng mấy trăm đệ tử cùng đáp âm thanh dung chuyển một vùng sau đó mấy trăm tên đệ tử xếp thành hai nhóm hướng thủy vân điện tiến vào diệp vân và hoa nhất thành núp ở phía xa đợi thời gian hơn nửa nén hương lúc bên ngoài thủy vân điện không còn một bóng người mới từ từ đi ra diệp huynh đệ chúng ta đi thôi hoa nhất thành nói đầy hưng phấn hai người cùng lấy ra bích nhãn tinh thú làm thành áo mặc rồi thả mình rơi xuống mặt biển mênh mông phía dưới sau khi hai người rơi xuống mặt biển không lâu từ dưới thủy vân điện truyền tới một hồi chấn động sau đó xuất hiện mấy thân ảnh mấy thân ảnh xuất hiện trong không trung này nếu diệp vân có mặt ở đây tất sẽ rất ngạc nhiên bởi vì đám người này hắn hoàn toàn quen thuộc trừ đoàn thần phong khúc nhất bình và dư minh hồng gia còn có cả tô linh nữa tầng thứ ba quả nhiên là tầng thứ ba đoàn thần phong cất tiếng cười cuồng vọng âm thanh vang dội trong không khí đoàn sư huynh chúng ta đã tiến vào tầng thứ ba rồi nhưng ta thấy khá nguy hiểm hay là chúng ta tranh thủ rời đi thì hơn sư minh hồng thành thật nói hai mắt khúc nhất bình như tỏa sáng nhìn biển rộng mênh mông trong lòng cũng kích động không thôi đoàn thần phong người có thể giúp ta tìm diệp vân thật sao tô linh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú ngước nhìn đại dương mênh mông phía dưới đoàn thần phong chỉ nhún vai Người đã nói Diệp Vân hắn tiến vào tầng 3 này rồi, vậy chúng ta chỉ cần từ từ tìm là sẽ thấy thôi. Tô Linh chừng mắt, người đáp ứng với ta sẽ giúp ta tìm được Diệp Vân ta mới mang các người tiến vào chỗ này, nếu người dám nuốt lời, thì đừng trách ta không khách khí. Cả Tô Linh và Diệp Vân cùng bị cuốn vào khe không gian kia nhưng nàng không trực tiếp bị đưa tới nơi đây mà trung chuyển qua một lần không gian khác, ở trong đó không có linh khí dao động, không có mặt trời, mặt trăng, hoàn toàn tịch mịch trong không gian này tô in gặp đoàn thần phong và mấy người cùng bị vây khốn cũng may tô linh hiểu rõ về trận pháp không gian nên rất nhanh phát hiện ra phiến không gian kia chỉ là do trận pháp không gian khi sụp đổ mất cân bằng mảnh thành nên thôi nếu không phải là không gian cấm chế tô linh rất dễ tìm ra thông đạo đi tới tầng thứ ba nhưng tô linh chỉ yêu cầu đoàn thần phong phải giúp nàng tìm kiếm diệp vân bây giờ mắt thấy đoàn thần phong không để ý lắm tới việc tìm kiếm diệp vân thì nàng rất tức giận tu vi của hai người tranh lệch không lớn nhưng tô linh vốn có linh khí lại được tu luyện tiên kỹ nên có phần vượt hơn đoàn thần phong nếu thực sự động thủ sợ rằng đoàn thần phong không trụ được quá mười chiêu yên tâm đoàn thần phong ta làm người thế nào ta đến từ đoàn gia ở kinh thành xuất thần hiển hách ta đã nói là tuyệt đối sẽ giữ lời không thay đổi đoàn thần phong hừ lạnh tốt nhất là ngươi nên như vậy bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình tô linh cũng lạnh lùng đáp đoàn thần phong gật nhẹ hắn nhìn mười tám cột nước nâng thủy vân điện lên cao đồng tử hơi co lại cảnh tượng này có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới giờ này lại đang xuất hiện trước mắt hắn tòa đại điện này giống như được hình thành từ những dòng nước chảy thật quá thần kỳ sư minh hồng vẫn chưa hết kinh ngạc hắn không dám tin vào hai mắt mình nữa tu linh có xuất thân cao quý từ nhỏ đã đọc qua nhiều sách vở kinh thư nên kiến thức uyên bác hơn nhiều tuy vậy cảnh tượng trước mắt đúng là cũng khiến nàng khó có thể tin được chỉ có khúc nhất bình vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn thủy vân điện trong mắt như muốn phát hỏa tâm tình thực rất mong chờ diệp vân nếu tiến vào tầng thứ ba thì nhất định sẽ đi vào đại điện này tô linh nhìn thủy vân điện biểu hiện như muốn bay vào trong đó ngay chờ một chút đoàn thần phong ngăn lại thấp giọng nói tiếp ta hiểu diệp vân khá rõ từ trước tới giờ hắn vốn rất cẩn thận làm việc gì cũng có sự tính toán nếu hắn thực sự tiến được vào tầng ba này thì không nhất định sẽ tiến vào trong thủy điện kia đâu vì sao ngươi lại nói vậy tô linh và dương minh hồng cùng đồng thanh hỏi các ngươi nghĩ mà xem sau khi tầng thứ hai mở ra đám cao thủ tầng tầng lớp lớp tiến vào tất nhiên sau này cũng sẽ nghiền nát quang ảnh mà tiến vào trong tầng thứ ba tu vì của diệp vân thì sao hắn có thân phận gì nếu bị bọn người kia phát hiện rất có thể sẽ bị đánh gục tại chỗ một đệ tử có tu vi luyện thể cảnh cũng dám liều lĩnh tiến vào đó sao đoàn thần phong từ tốn nói ra suy luận của mình nếu không tiến vào thủy vân điện kia thì diệp vân vào đây làm gì biển rộng mênh mông thế này biết tìm đâu ra nơi có thể có bảo tàng tô linh hơi cao mày hiện ra vẻ lo lắng. Đúng vậy, sư huynh Diệp Vân là người thế nào ta cũng hiểu rõ. Nếu huynh ấy quyết định tiến vào tầng 3 này, không tìm được bảo vật, thì sẽ không rời khỏi đâu. Nhưng nếu không tiến vào thần điện này thì huynh ấy có thể đi đâu được. Sư Minh Hồng gật đầu đồng tình với nghi hoặc của Tô Linh. Địa phương có bảo tàng chưa chắc chỉ có thần điện này. Khúc nhất bình trượt mở miệng. Hai mắt đoàn thần phong sáng ngời. Hắn nói tiếp. Không nghĩ ngươi cũng có suy nghĩ này. Xem ra ta đã coi nhẹ ngươi rồi. Tuy nhiên, ngươi vẫn còn ngu ngốc lắm không thể so sánh với ta được. Khúc Nhất bình trầm sắc mặt, nhưng không phản bác lại, hắn biết rõ, tranh cái với Đoàn Thần Phong sẽ không giải quyết được gì. Vậy hắn sẽ đi đâu? Tô Linh vội vã hỏi. Tất nhiên là ở Đại Dương này, Đoàn Thần Phong chỉ vào Đại Dương mênh mông trước mặt, giọng chắc nịnh. Tô Linh và Sư Minh Hồng sững người không dám tin. Nếu không thể tiến vào thần điện, thì có thể tiến vào trong lòng đại dương để thăm dò một phen, nói không chừng trong này thực sự cất giấu nhiều thiên tài địa bảo ấy chứ. Đoàn thần phong vừa cười vừa nói. Tu Linh là người thông minh, sau một lúc ngạc nhiên thì liền hiểu ra, có lẽ sự thực đúng như đoàn thần phong vừa nói. Ta xuống dưới xem một chút, sư minh hồng kêu lên, muốn lao ngay xuống biển. Chờ chút đã, đoàn thần phong lại ngăn hắn lại rồi nói, đại dương mênh mông hàng vạn dặm thế này, cứ tùy tiện lao xuống thì không cách nào thăm dò được, chúng ta phải tìm biện pháp để có thể lặn dưới đó một thời gian dài mới được. Ta có biện pháp, sau một lúc trầm ngâm, Tô Linh cất giọng, nói xong, nàng lật bàn tay trắng nõn như ngọc trên đó liền xuất hiện một hạt trâu màu lam sáng óng ánh đây là tị thủy châu chỉ vần rót một chút linh lực vào bên trong nó có thể ngăn cách nước biển khỏi chúng ta trong khoảng 12 thời thần chúng ta có thể nhân lúc đó mà đi tìm diệp vân ba người đoàn thần phong lắp bắp kinh hãi không thể tin trên người tô linh lại mang theo bảo vật chân quý như vậy càng không nghĩ tới chỉ vì diệp vân mà nàng ta sẵn sàng xuất ra bốn hạt tị thủy châu vô cùng chân quý như thế này từ đó đủ thấy diệp vân có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng nàng đã có bảo vật như tị thủy châu ba người không còn trần trừ nữa mỗi người nhận lấy một hạt rồi theo tô linh nhảy xuống mặt đại dương mênh mông vào thời điểm ba người theo tô linh nhảy xuống mặt biển diệp vân và hoa nhất thành đã xuống dưới đáy biển được mấy trăm dặm hai người mặc áo da bích nhãn tinh thú di chuyển dưới nước như cá tốc độ di chuyển rất nhanh đại dương mênh mông quả thực hoang vu đi về phía trước cả trăm dặm mà không nhìn thấy một loại sinh vật nào cả rong biển cũng không thấy một mảnh bốn phía chỉ có nước biển không có bờ bến hoa huynh cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay chúng ta dừng lại xem xét một phen xem sao diệp vân nghi hoặc hỏi hoa nhất thành gật đầu đại dương này hẳn là do trận pháp huyện hóa mà ra nếu muốn phá vỡ ảo cảnh thì phải tìm được mắt trận hoặc là quỹ tích vận hành của nó dựa theo đó sẽ tìm được những thứ khác ta cảm thấy Thủy vân điện kia nhất định không phải là nơi duy nhất chứa bảo vật không biết hoa huynh đối với trận pháp có lý giải gì không diệp vân hiếu kỳ hỏi có thể coi là biết chút ít nhưng trận pháp do kim đan đại tu sĩ bố trí hai người như chúng ta sao có thể phá giải được hoa nhất thành nhìn bốn phía rồi lắc đầu đáp diệp vân hơi cau mày nhớ đến tô linh nếu có nàng ta thì tốt rồi Nha đầu đó chỉ muốn ra đường ngoài hiện giờ chắc cũng đã rời hỏi ngôi mộ rồi nếu đã vậy chúng ta xác định một phương hướng rồi cứ thế tiến lên là được đúng vậy hoa nhất thành nở nụ cười quay mặt sang một hướng khác từ trong mắt ánh lên một tia dị sắc sau đó hai người tìm phương hướng rồi tiếp tục tiến lên bích nhãn tinh thú quả thực thần kỳ nó khiến cho tốc độ di chuyển của hai người ở dưới nước không hề thua kém khi di chuyển ở trên bờ có một đôi khi còn có vẻ nhanh hơn tu vi của hai người không thể so sánh với tu vi luyện khí cảnh hậu kỳ càng không thể so với cao thủ trúc cơ cảnh nhưng dù sao cùng đều là người tu hành một nén nhang có thể đi được cả trăm dặm sau một canh giờ có thể đi được mấy dặm xa tu vi của hoa nhất thành hơn nhiều so với diệp vân trên đường hắn chỉ một mạch thẳng tiến diệp vân ở phía sau hắn cũng thúc giục linh lực trong cơ thể thì chuyển tốc độ đạt tới cực hạn mới có thể đuổi kịp hắn cũng không hề hay biết qua mỗi khoảng thời gian thân hình hoa nhất thành lại hơi sáng lên phương hướng di chuyển lại bị thay đổi một chút những thay đổi rất nhỏ này phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện ra nếu không dù vô tình phát hiện ra cũng sẽ cho rằng vì hai người di chuyển một quãng đường dài mà tạo thành sai sót này Ba canh giờ sau đó, hai người cứ tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc, đại dương buồn tẻ cũng xuất hiện một tia sáng. Theo khoảng cách càng gần, ánh sáng cũng hiện ra nhiều hơn, mở hồ có thể thấy được. Quả nhiên trong lòng đại dương còn cất giấu bảo vật, không phải mọi thứ đều ở trong thủy vân điện kia. Hoa nhất thành vui mừng kêu lên. Diệp vân cũng ngừng mắt quan sát, ánh sáng phía trước ngày một rõ ràng hơn. Sau thời gian một nửa nén hương, ánh sáng lấp lánh kia liền hiện ra trước mắt hai người. Đây là một thủy cầu cực lớn, bên trong hiện ra quang ánh lóng lánh tới chói mắt đằng sau viên thủy cầu cực lớn này là một tòa san hô màu huyết hồng trên đó xuất hiện một cái cửa động đen xì như mực tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy ánh sáng diệp vân chúng ta tới rồi âm thanh của hoa nhất thành tràn ngập mừng rỡ diệp vân cũng hưng phấn không thôi hắn nhìn thủy cầu lại nhìn đám san hô thì lông mày đột nhiên nhíu lại hoa nhất thành phát hiện ra điều này thì quay đầu hỏi người không sao chứ diệp vân chỉ cười cười sau đó lắc đầu ánh sáng bên trong thủy cầu lưu truyền tỏa ra từng đạo ánh sáng dập dờn nhưng bất luận là cứ chiếu đến cửa động đen ngòm phía dạng gian hô kia thì không hề có tia sáng nào phát ra toàn bộ hào quang đều bị hấp thu sạch sẽ hoa nhất thành gần như không hề liếc về phía cái thủy cầu kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa động đen kịt hoa huynh huynh có phát hiện gì không lông mày diệp vân nhíu lại trong mắt hiện ra một tia dị sắc không có gì cả nhưng ta nghĩ nếu có bảo tàng thì chắc hẳn là nằm trong động này mà thôi nhưng nó lại đen kịt một mảnh như vậy, giống như ánh sáng không thể chiếu vào, không biết trong đó có nguy hiểm gì không?" Hoa Nhất Thành trầm giọng trả lời. "Nếu như đã đến đây thì sao không vào đó thăm dò một phen? Không lẽ Hoa huynh cứ như vậy mà lùi bước?" Diệp Vân cười nói. Hoa Nhất Thành nghe vậy thì đáp, "Tự nhiên là không có chuyện đó, Diệp huynh đệ, ngươi đi sau ta, cùng nhau chiếu cố cho nhau." Trong lòng Diệp Vân hơi bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng Hoa Nhất Thành sẽ không biết vô sỉ mà nói là rằng, "Diệp huynh đệ ngươi đi trước." ta sẽ bảo hộ phía sau nhưng không thể ngờ được là hoa nhất thành lại chủ động yêu cầu đi trước chẳng lẽ tên gia hỏa đến từ tề dương tông này đúng là một tên chính nhân quân tử nghĩa bạc vân thiên nghĩa bạc vân thiên tình nghĩa như trời tiền đạo khó khăn gian khổ đến bực nào bao nhiêu tu sĩ chỉ vì một chút tài nguyên mà nguyện ý tranh dành đến mức người sống ta chết mất đi mạng sống mà mỗi một tu sĩ tiến vào hoa vận bí tàng này chẳng phải đều là vì một phần tài nguyên một kiện bảo vật thôi ư nếu như nói tùy tiện gặp được một người hết sức chân thành với ngươi hảo huynh đệ nghĩa bạc vân thiên một chính nhân quân tử căn bản là không thể đặc biệt là sau khi trải qua ba năm làm đệ tử tạp dịch dư vân sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào cả hoặc nói là trong hoa vận bí tàng này hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ tô linh ra ngược lại cũng không phải là do hắn đồng hành lâu với tô linh mà sinh ra hảo cảm cũng không phải là tô linh xuất thân tôn quý là con gái của tô hạo phong chủ vô ảnh một trong tứ đại phong của thiên kiếm tông với thân phận như vậy thì chẳng lẽ nàng ta lại thiếu bảo vật và tài nguyên mà chính là hắn và tô linh dường như có một thứ tình cảm khó hiểu nào đó đang âm thầm sinh sôi vì vậy trong mắt hắn giờ này tô linh là người mà hắn tin tưởng nhất tin tưởng tuyệt đối trước mắt tên hoa nhất thành đến từ tề dương tông này diệp vân không hề tin tưởng hắn nửa phần sau khi suy nghĩ như vậy vừa định nói là cứ để ta đi trước hoa huynh ngươi ở phía sau bảo hộ là dược lời nói này vừa đến miệng lại nuốt xuống hắn sợ hoa nhất thành vừa rồi chỉ ra vẻ khiêm tốn với diệp vân hắn mà thôi nếu hắn nói ra như vậy thì hoa nhất thành lại nói như vậy cũng tốt vậy diệp huynh đệ ngươi đi trước làm phiền ngươi rồi thì hỏng bét hoa huynh yên tâm tuy rằng chúng ta mới chỉ quen biết nhưng tính tình lại hợp nhau giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại huống hồ chúng ta tiến vào hoa vận bí tàng này chính là tìm kiếm bảo vật tăng cường tu vi tự nhiên đều phải đồng tâm hiệp lực chiếu cố lẫn nhau Hoa huynh cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ tốt phía sau, cho dù có nguy hiểm đến cỡ nào, thì huynh đệ cũng sẽ ngăn lại giúp người. Diệp Vân cao giọng nói ra, biểu lộ vô cùng chân thành. Như vậy thì không thể tốt hơn rồi, huống hồ trong này dường như cũng không nguy hiểm như ta tưởng tượng, dù sao muốn tầm bảo thì vẫn nên đi thủy vân điện, còn nơi này cũng không nhất định là có bảo vật quá tốt. Hoa nhất thành gật đầu, cũng không nói nhảm nữa, quay người đi về phía cửa động đen kịt kia. Diệp Vân cũng không do dự chút nào, linh lực trong cơ thể lập tức lưu truyền cẩn thận từng ly từng tí đi theo hai người vừa bước vào trong động trong chốc lát liền thấy trước mắt tối sầm thỏ tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón soát một đạo hỏa quang bỗng nhiên sáng lên trong tay diệp vân liền tàn mát ra một quang diễm nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng bốn phía xung quanh nhưng mà ánh lửa chỉ lóe lên một cái rồi lập tức ảm đạm ngay sau đó liền biến mất hoàn toàn tựa hồ như có một luồng năng lượng kỳ quái ngăn cản ánh sáng chiếu đi rồi hấp thu nó sạch sẽ sao lại như vậy diệp vân nhíu mày kinh ngạc hỏi khu vực này có lẽ được xây dựng từ loại một loại đá đặc thù gọi là vô hoa chi thạch có thể hấp thu mọi loại ánh sáng thanh âm của hoa nhất thành ở bên cạnh vang lên dùng vi quang quyết có lẽ có chút hiệu quả diệp vân thế mới biết vì sao hoa nhất thành lại chủ động nói hắn đi trước vì căn bản chỗ này không hề có chút ánh sáng nào hơn nữa cũng chẳng nhìn thấy lối đi vừa bước qua cửa động thì cũng không biết trong này rộng bao nhiêu không thể chạm tay được vào thạch bích cho nên ai trước ai sau thì cũng chả có ý nghĩa gì vô hoa chi thạch diệp vân tò mò hỏi đúng vậy trong trời đất này có một loại đá kỳ lạ cứng rắn vô cùng có thể hấp thu tất cả các loại ánh sáng cực kỳ hiếm thấy không thể tưởng tượng được là hang động này lại được hình thành từ loại đá này thanh âm của hoa nhất thành lại truyền đến trong lòng diệp vân co cùng kinh ngạc trong trời đất đúng là không thiếu điều lạ loại đá vô hoa chi thạch này đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy có thể hấp thu ánh sáng đúng là khó tin. Từ khi ở khu ngoại viện tạp dịch, Diệp Vân đã tu luyện qua Vi Quang Quyết, nhưng từ khi trở thành đệ tử ngoại môn thì hắn cũng không còn tu luyện nữa. Lúc này, trong lòng hắn khẽ động, trên đỉnh đầu liền phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Vi Quang Quyết ngưng tụ ra ánh sáng so với ánh sáng bình thường thì không giống nhau. Kỳ thật thì đó cũng không phải ánh sáng, mà chỉ là một luồng linh lực, hoặc nói chính xác là linh lực phát ra quang hòa, rồi bị linh lực bao vây kín mít, không lộ ra một chút nào theo lý mà nói thì ánh sáng do vi quang quyết phát ra bị linh lực ngăn cách có lẽ sẽ không bị vô hoa chi thạch hấp thu nhưng vi quang quyết phát ra chủng ánh sáng này chẳng qua chỉ sáng lên một cái sau đó liền phát ra một âm thanh nhỏ rồi lập tức vỡ vụn tất cả ánh sáng liền bị hấp thu sạch sẽ một mảnh đen kịt không ngờ là vi quang quyết cũng không có chút tác dụng nào đối với vô hoa chi thạch thật sự là phiền toái ta vốn tưởng vi quang quyết của thiên kiếm tông còn có chút tác dụng chứ hoa nhất thành thấp giọng phàn nàn lông mày diệp vân nhíu lại lời này của hoa nhất thành là có ý gì chẳng lẽ hắn đã sớm biết sự tồn tại của vô hoa chi thạch cho rằng ánh sáng của vi quang quyết sẽ có hiệu quả soát ngay khi diệp vân thấy nghi hoặc trong lòng thì từ phía bên trái bỗng nhiên có ánh sáng phát ra lập tức diệp vân thấy trong tay của hoa nhất thành xuất hiện một viên dạ minh châu cực lớn ánh sáng như hỏa lập tức chiếu sáng bên cạnh hắn sau một khắc diệp vân liền chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ chỉ thấy từng đạo ánh sáng nhu hòa từ viên dạ minh châu kia phát ra dường như bị một lực hút cường đại nào đó hút lấy từng đạo ánh sáng hoa thành một giải lụa bay về bốn phương tám hướng sau đó vừa bay ra khoảng một trượng thì liền chui vào khoảng không đen kịt từng đạo từng đạo ánh sáng như những tấm lụa từ trong tay của hoa nhất thành bắn ra trông như một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ trông tươi đẹp vô cùng mau tìm cửa ra dạ minh châu của ta cũng không chống đỡ được bao lâu đâu hoa nhất thành thấy diệp vân ngây người ra thì thấp giọng quát lên hai người lập tức xác định một phương hướng sau đó chạy gấp về phía đó viên dạ minh châu trong tay hoa nhất thành như pháo hoa nở rộ lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ chờ ánh sáng nhu hòa của viên dạ minh châu này tiêu tán thì bốn phía sẽ lại trở lại một mảnh đen kịt cũng không thể tìm được đường ra nữa hai người nhanh chóng chạy đi một hơi đã chạy được cả trăm trượng nhưng mà phía trước vẫn là một mảnh hắc ám vô tận căn bản không nhìn thấy điểm ra đâu cả viên dạ minh châu trong tay hoa nhất thành ngày càng ảm đạm kích thước từ chén ăn cơm giờ này chỉ còn lại như một quả trứng gà tối đa cũng chỉ có thể kéo dài khoảng nửa nén hương nữa là biến mất hoàn toàn đi theo ta hoa nhất thành bỗng nhiên quát khẽ một tiếng cước bộ của hắn lúc này liền vô cùng quỷ dị cũng không phải lao thẳng về phía trước mà lại xiên về phía bên trái tầm trăm trượng sau đó lại bước sang phải mười trượng rồi tiến thẳng về phía trước diệp vân tuy rằng không biết tại sao hắn lại đi như vậy nhưng cũng chỉ có thể đi sát theo sao trong lúc nhất thời cũng không kịp suy nghĩ gì nữa cứ như vậy mấy lần diệp vân chợt phát hiện ra trong bóng tối phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm ánh sáng ảm đạm nhanh đi thẳng về phía đó tốc độ của hoa nhất thành lúc này lại tăng thêm vài phần mà kích thước viên dạ minh châu trong tay hắn lúc này chỉ còn cỡ móng tay vì thời đều có thể tắt ngúm hai người đều đem linh lực ngưng tụ xuống chân bay phút về phía trước rút cuộc đạo ánh sáng nhu hòa cuối cùng tiêu tán diệp vân và hoa nhất thành đã xuất hiện trước mấy điểm sáng ảm đạm nhưng mà thật sự là mấy điểm ánh sáng. Diệp Vân thấy đây chính là bốn con mắt không mang theo bất cứ cảm tình nào, hàn ý lạnh như băng tràn ra mà thôi. Đây là cái gì vậy? Diệp Vân mạnh mẽ dừng lại thân hình, thiếu chút nữa là đụng đầu vào một cái. Đừng nhúc nhích, đây chính là bích nhãn tinh thú, mà tấm giáp ra chúng ta mặc trên người chính là dùng da của chúng chế thành. Hoa nhất thành không có nửa điểm kinh hoàng, dường như hết thảy đều là trong dự liệu của hắn. Bích nhãn tinh thú chi là yêu thú bắt cấp, tu vi có thể so sánh với luyện thể cảnh đỉnh phong, nhưng đối với hai người mà nói thì đúng là không có chút uy hiếp nào. Nhưng mà, theo như lời của Hoa Nhất Thành thì bích nhãn tinh thú này, ngoại, trừ chỉ nhìn thấy bốn con mắt xanh biếc của nó ra, thì căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, ngay cả miệng hay là mũi của nó cũng không thấy đâu. Bốn con mắt giống như minh hỏa âm u, cứ như vậy, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Diệp Vân nhìn sang Hoa Nhất Thành, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khoái miệng có chút co giật, nhưng cũng không có nói thêm điều gì nữa. Động thủ, chỉ cần giết chết con thú này thu lấy mắt của nó là có thể giúp chúng ta ra khỏi mảnh không gian hắc ám này hoa nhất thành lạnh lùng nói vừa dứt lời trong tay hắn liền xuất hiện một thanh chiến thương khẽ rung lên rồi bắn thẳng về phía trước diệp vân nhíu mày hắc diệu kiếm liền xuất hiện trong tay trong khoảnh khắc sấm sét vang lên lôi điện vân quang kiếm lập tức được thi triển hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể giết chết con bích nhãn tinh thú này thu lấy hai mắt của nó nhưng mà sau một khắc thì diệp vân lại kinh ngạc phát hiện chiều thứ nhất lôi vân sơ hiện của lôi điện vân quang kiếm lại không có tác dụng gì trên không trung đâm ra vài cái căn bản không hề chạm đến bích nhạn tinh thú mảy may phải biết rằng một kiếm này hầu như đã bay xa đến hơn 10 trượng mà bốn con mắt này chỉ gần trong gang tấc khiến cho người ta có một cảm giác là chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào vậy xảy ra chuyện gì vậy diệp vân lạnh giọng quát cứ tiếp tục tiến về phía trước chưa có dừng lại con mắt mà chúng ta nhìn thấy trong gang tấc này thực ra đã bị không gian pháp tắc làm thay đổi, bởi vậy mới có cảm giác gần ngay trước mắt. Hoa Nhất Thành nhanh chóng trả lời, không có chút do dự nào. Trường thương trong tay Hoa Nhất Thành tiếp tục đâm thẳng về phía trước, nhanh chóng vô cùng. Hai mắt bên dưới của Bích Nhãn tinh thú lúc này, dưới trường thương của hắn thì lóe lên rồi biến mất. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy nghi kỵ, toàn bộ việc này dường như đã trong sự tính toán của Hoa Nhất Thành, giống như hắn vô cùng tin tưởng đối với nơi này nhưng mà hoa vận bí tàng không phải là cần đủ bốn thế lực liên hiệp mới có thể mở ra hay sao hơn nữa tầng thứ nhất mãi đến lần này mới được phá giải vậy thì tại sao hoa nhất thành lại có thể quen thuộc nơi này đến như vậy tuy trong lòng vô cùng nghi hoặc thế nhưng diệp vân cũng không có chậm trễ chút nào tốc độ liền tăng lên gấp 10 lần hắc diệu kiếm phát ra lồi xà long lánh đâm thẳng về phía hai con mắt phía trên đúng như lời hoa nhất thành nói một kiếm của diệp vân đâm ra lôi quang trượt lóe lên rồi biến mất sau đó hắc diệu kiếm liền phốc một tiếng đánh chúng vào bích nhãn tinh thú trong bóng tối nhưng mà tiếng kêu sợ hãi và cuồng bạo cũng không xuất hiện giống như tưởng tượng hai con mắt xanh bếp cách đó một trượng chỉ tàn mát ra một điểm hào quang mà thôi hả hắc diệu kiếm đánh chúng cái gì vậy trong lòng diệp vân vô cùng nghi hoặc nhưng đúng lúc này thanh âm của hoa nhất thành lại vang lên diệp huynh đệ đừng trần chờ gì nữa chúng ta tiếp tục đi bằng không thì chỉ sợ chúng ta sẽ mãi mãi bị vây hãm trong mảnh hắc ám vô tận này đó dù cho tràn đầy nghi hoặc thế nhưng lại đúng như hoa nhất thành nói điều quan trọng nhất hiện tại chính là có thể thoát khỏi vòng hắc ám vô biên này nếu như bị hãm tại đây thì chỉ sợ vĩnh viễn không thể ra được linh lực từ trong lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra sau đó liền nhập vào trong hắc diệu kiếm